chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô Atomat hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng hai cầu chuẩn điện một pha 40A, hàng của nội địa của Nhật made in Japan này, made in Japan. Hàng này thì hàng đa di năng nhá, chống chập, chống giật, chống quá tải, chống cháy nổ ok hết các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật đa di năng cho các bác luôn. Độ mới của nó thì vào khoảng là 90%. Độ mới khoảng 90%. Đấy. Con này thì chức năng của nó là chống chập, chống giật, chống quá tải đều ok hết nhá. 40A, điện 220V này. Đấy, dòng dò của nó là 30mA, chống chập, giật, quá tải rồi cháy nổ ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 180.000. Lên cho em đó là AD40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AD40A này. AD đại này, AD đại 40A. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AD đại 40A như này. Tiếp theo thì bên shop về cho con AD cóc 30A. Con này thì nó nhỏ bằng tầm khoảng 3 ngón tay. Đây, nó tầm này các bác này. Đấy, tầm này, 2 ngón tay như này. Đó, con này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa, thông phòng các thứ. Cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy. Đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật 30A. Dòng dò của nó là 15mA. Con này thì các bác dùng cho nóng lạnh, điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ này. Đấy, hoặc quạt đóng ngắt, đặc biệt là bình nóng lạnh cực kỳ an toàn luôn. Chống giật, chống chập, chống quá tải. Lên cho em là AD30A nhá. AD cóc 30A. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110k. Đấy, 110.000 cho con AD cóc 30A như này. Đấy. Hàng độ mới của nó lên tới 95%. AD cóc 30A 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con AD chống AD đảo chiều này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng đảo chiều và công suất của nó sẽ là 63A. Hàng nội địa của Nhật nó sẽ có cho các bác là đảo chiều như này. Thì các bác có thể sử dụng hai công tơ này hoặc là sử dụng cho máy phát cũng rất là ok luôn. Nhà các bác có máy phát này mà các bác cần thì các bác chỉ cần đóng ngược lên ngược xuống này cho em. Hoặc là nhà các bác sử dụng hai công tơ. Đấy, thì mình tiết kiệm điện thì nửa tháng mình dùng công tơ này, nửa tháng mình dùng công tơ kia là ok. Đó. Các bác lên trên là AD đảo chiều 63A nhá. AD 63, AD đảo chiều này, AD đảo chiều. Đó, lên cho em AD đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 110k nhá. 100. Lên cho em AD đảo chiều 63A giá cũng 110.000 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo chuột nhá. 30.000 cho một lọ như này. Hàng này thì siêu nhạy cho các bác luôn. Đấy, hàng này siêu nhạy luôn. Chuyên trị chuột nhà, chuột đồng, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột đàn, chuột nhắt đều ok hết. Và dòng này của nó thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan. Thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đây các bạn này. Đấy, Bangkok Thái Lan này các bạn này. Đó, đây. Bangkok Thái Lan các bạn này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Các bác chỉ cần là rác ra các cái khu vực nào mà chuột nó hay qua lại hoặc là nó trú ẩn là nó sẽ ăn luôn nhá. Cái dòng này của nó thì một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, và nó sẽ là cái viên kẹo màu hồng như này thì nó sẽ rất là thu hút cái con chuột nhá. Đấy, lên mã giúp em là kẹo chuột, giá sẽ là 30k cho một lọ kẹo chuột như này, một hộp như này. Lên nha mà kẹo chuột này. Kẹo chuột giá sẽ là 30k. Các bác để cất đi tránh xa tầm tay trẻ em nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn một dây sạc này và nó sẽ có sẵn pin rồi. Đây. Đấy, của nó là 1A này, 2W đến 10W này, công suất của nó là 2W đến 10W, 3,7V. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn đây các bác này. Đấy, cảm biến này. Đây các bác nhá. Rất tiện ích luôn. Có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, đồng nghĩa với việc là ánh sáng trắng, ánh sáng vàng và ánh sáng trung tính nhá. Rất là tiện luôn. Đấy các bác theo, rất là sáng này. Đấy. Thì các bác có thể gấp qua gấp lại như này để cho các em nó học bài này, đọc sách này, vừa là chống cận này, vừa là rất là tiện ích luôn, mà có cả cái giá đỡ để các bác dùng thì mình sử dụng thì mình đựng hộp bút luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận, giá sẽ là 100k nhá. Đèn học chống cận 100k. Đấy, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái lô đó là cái máy mài dao các bác này. Cái mài dao ba khe. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì chuyên dùng để mài dao, rất là ok. Đây, hàng của thương hiệu Katashiwa. Katashiwa made in Japan nhá. Đó, Katashiwa made in Japan. Lên cho em là mài dao ba khe đỏ nhá. Mài dao này. Mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Cho con mài dao ba khe đỏ như này, 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng 5 tầng nhá. Đấy, đây sẽ là một con cặp lồng 5 4 tầng luôn, bao nhiêu đấy?
cặp lồng 4 tầng 80.000. Đấy, tính ra là nó sẽ có 4 cái âu như này. Đấy, các bác có thể sử dụng dài hoặc là sử dụng theo kiểu là theo kiểu cặp lồng như này được. Đấy, có 4 cái âu như này rất là tiện này. Thứ nhất là dùng làm bát ăn cơm này, thứ hai là dùng để mình đi du lịch này hoặc đi học, đi làm, đi công tác thì các bác đựng thực phẩm ở đây. Inox 304 nhá. Mỗi cái này thì dung tích của nó vào khoảng là 200ml các bác nhá, 200ml. Đây. Con này dung tích của nó tổng thể sẽ là 2.8L này, 2.8L. Đấy. 2.8L tức là mỗi cái là tính cả vỏ là đi 47 là 28, còn là cái phần đựng của nó thì chắc là vào khoảng là 200 đến 250ml, rất là tiện luôn. Từng ăn một thế này, các bác cứ sập xuống là xong. Đấy, mình có thể dùng để mang đồ ăn đi làm, đi học, đi công tác này. Đấy, có khoai sách này rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác cứ sập cái khoai này vào cho em. Cái này rất là chắc luôn. Đó, và rất chắc nhá, giữ nhiệt tốt luôn cho các bác nhá. Đó. Đây, các bác sập cái lẫy này vào này. Đây nó có cái lẫy này, các bác đặt sập kỹ vào cho em. Đó, đây. Đây cái này em sập nó chưa vào lẫy nên là nó bật ra. Đấy các bác thấy không? Cực kỳ chắc chắn luôn. Quay sách như này, 4 tầng luôn. Đấy, ở đây có cả van xả hơi này, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 80k nhá. Dung tích của nó là 2.8L cả vỏ này. Đấy, lên cho em là cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng này. 4 tầng, giá sẽ là 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. 80.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi và tốt cho bác luôn. 80k cho một cặp lồng 4 tầng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái đũa. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đấy, một là đũa của Nhật hay là đũa của Hàn Quốc này. Đũa của Nhật này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 40k cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hả? Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Một vỉ là 10 đôi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy. 40.000 vỉ 10 đôi, lên cho em là đũa Nhật này. Đấy, đũa Nhật. Giá sẽ là 40k trên một vỉ bao gồm 10 đôi như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái đũa Hàn Quốc mạ vàng này. Đây. Rất là đẹp luôn. Con này thì giá sẽ mềm hơn một chút, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 trên một vỉ cũng bao gồm 10 đôi luôn. Đây. Đấy, đầu của nó mạ vàng rất là đẹp này, chất liệu cũng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc cho các bác này. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Con này thì các bác dùng rất là ok luôn, sang xịn mịn cho các bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cũng là 10 đôi luôn và cái giá thì chỉ có 35.000 thôi. 35.000 cho một vỉ như này. Hàng của Hàn Quốc này. 35.000 cho một vỉ đũa Hàn Quốc, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đũa Hàn nhá. Đấy. Đũa Hàn giá của nó sẽ là đũa Hàn mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. 35k trên một vỉ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì em đang bán là 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k trong con ấm pha trà như này thôi. Lên mã cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100 cành. Ở đây thì nó sẽ có cái phần lưới lọc như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Đây, các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình pha này. Hoặc các bác có thể cho trực tiếp vào bình như này cũng được. Đấy, thì cái lưới này nó sẽ giữ lại ở trong rồi. Các bác yên tâm sử dụng. Đấy, xoáy vào cho em này. Đấy, và khi các bác bấm này là rót nước ra. Đấy, hàng bằng inox 316 bên ngoài sơn tĩnh điện sáng bóng này. Đấy, có lót đế chống cao su, chống trơn trượt này. Giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là ấm pha trà 1 lít. Đấy, ấm pha trà dung tích là 1 lít nhá. Đây, đấy, dung tích là 1 lít các bác này. Đây. 1 lít các bác này. Đấy, 65ml, 1.000 lít này. Đấy, 1.000ml. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Con này thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 100k trong con ấm pha trà này thôi. Độc có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi này. Đấy, con ép tỏi này thì giá sẽ là 110.000, hàng thương hiệu Winling của Đức, inox 304 sáng bóng đẹp. Đây, cái phần lỗ này của nó rất là dày và nó đẩy lồi ra này thì khi các bác ép là nó sẽ nhân, nó sẽ lồi hết ra khỏi cái lỗ này. Thì nó sẽ rất là tiện khi mà các bác sử dụng nhá. Con này thì các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi như này. Giá rất là tốt và vừa vặn tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá của nó sẽ là 100k. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Một số các mã hàng bên em tiếp tục về mã mới. Lên video gửi tới các bác các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái vật hoa quả nhá. Đấy, thì con này nó rất là đơn giản thôi, về nhà các bác lắp thêm cái cán vào đây này. Đấy, thế là các bác cho vào. Đấy, là mình cứ giật như này là sẽ các quả nó sẽ rơi vào đây nhá. Sung khế rồi các cái dòng hoa quả là mình cho vào đây, mình chỉ cần là cho cái cán vào, bắt cái ốc vào đây cho em, bắt vít vào đây cho em là nó giữ này. Đấy, sau đó thì mình vật hoa quả các thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là vật hoa quả, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, lên cho em là vật hoa quả này. Vật hoa quả nhá, vật hoa quả giá sẽ là 50k cho một chiếc như này nhá.
50.000 trong cái vật hoa quả như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Thì mọi người dùng rất dễ, cắm cái xào và là dùng được trực tiếp ạ. Đây có thể là đi hái xoài, hái cam quýt các thứ. Đây các bác này, đấy. Thì nó được kính là 16 cm, phù hợp với rất nhiều loại hoa quả. Thì khi mọi người giật định nó có cái lệnh đó là sẽ cài vào và giật rơi vào cái giỏ của mọi người, không bị rơi ra ngoài, không bị dập hoa quả nhá. Đó, rất tiện luôn nhá. Tiện lợi ạ. Lên cho em là vật hoa quả nhá, giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món này. Đấy, bộ nạo 5 món thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm là 5 chiếc như này. Đấy, combo cho bác 5 chiếc luôn. Đây. Đấy. Bộ nạo 5 món nhá. Giá thì đợt này giá thanh lý cho bác giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Đấy, 60.000 cho cái bộ nạo 5 món, tính ra vào chưa đến 20.000 nhá, nó vào khoảng 12.000 cho món này thôi. 1 2 3 4 5. 60.000 cho cái bộ nạo 5 món như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để gắp nóng bát đĩa đây. Đấy, gắp nóng bát đĩa thì các bác đưa vào. Đấy, các cái bát cái đĩa các bác đưa vào, các bác kẹp ra cho em là xong. Đây, đấy, cái này để gắp nóng bát đĩa này. Đấy, còn cái này thì để nạo vỏ, nạo sợi này, làm vậy, làm gà, làm cá này. Đấy, còn cái này cũng là nạo sợi, nạo vỏ này. Cái này cũng nạo sợi, nạo vỏ luôn. Còn cái này thì các bác làm lòng, làm biếc, nói chung là đa di năng nữa, rất là tiện luôn. Cái lên theo là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, lên theo là nạo 5 món, giá sẽ là 60.000. Đấy, lên theo là bộ nạo 5 món này. Bộ nạo 5 món, bộ nạo 5 món giá chỉ có 60k thôi nhá. 60k cho cái bộ nạo 5 món như này, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng ngăn mùi nhá. Đây nó sẽ là một cái nắp cống bằng đồng như này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dạng van ngăn mùi, thì các bác để vào trong cái thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet giúp cho em. Đó, thì khi mà các bác để vào thì nước nó chảy thì nó mới mở nhá, còn nó luôn luôn là tình trạng đóng. Khi nước nó chảy nó sẽ mở ra. Còn lại là nó sẽ luôn đóng như này và nắp bằng đồng nhá. Lên cho em là nắp cống đồng. Con này thì bên shop đang bán là 50.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 40k thôi. Lên cho em là nắp cống đồng này. Đó, nắp cống đồng. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một cái nắp cống đồng như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Đậy và phát hết luôn các bác nhá. Đó, các bác theo. Rất kín luôn. Đó. Nước chảy thì là nó sẽ mở và đóng lại thì nó sẽ đóng nhá. Rất tiện nhá. Đó. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k trong cái nắp cống đồng ngăn mùi như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đặt vào cho em là xong này. Sử dụng dễ dàng. Đấy, giúp ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó, các bác thấy chưa? Nước xả xong cái đóng ngay. Đấy, đậy và phát khít luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chuyên để các bác sử dụng mình làm thực phẩm, làm thức ăn. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bóp nem, bóp nộn, hoặc là các bác dùng để mình vệ sinh chứ cũng ok hết. Găng tay của nó thì là bằng ni lông lụa nhá. Ni lông lụa cực kỳ bền đẹp và an toàn với sức khỏe luôn các bác. Nó bằng lụa này, có độ giãn rất là tốt này. Một hộp này sẽ là 25k, số lượng của nó thì từ 80 đến 100 cái. Đây, các bác chỉ cần là đeo vào cho em là xong rồi. Đấy. Đây, chỉ cần đeo vào cho em như là xong. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đeo được hết nhá. Dòng này thì nó khá là ôm tay và dùng nó rất là thật luôn. Và nó sẽ là bằng dạng như là bằng thuộc là nó thuộc cái dạng là túi bóng ni lông lụa. Thế nên là nó rất là dài, rất là dài. Thì các bác dùng nó rất là thích, không lo bị đứt nhá. Giá này sẽ là 25.000. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Đấy. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k nhá, 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu. Đấy, miếng dán ngải cứu đây, nó sẽ là một cái miếng hình tam giác như này. Các bác có thể dán vào cổ đây, nó dán vào cổ như này, cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân nhá. Đấy, các bác bị đau cổ vai gáy bắp tay bắp chân, dán hết được cho em, đốt sống lưng đốt sống cổ nhá. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu này, dán ngải cứu giá sẽ là 25k trên một hộp như này nhá. 25.000 hộp miếng dán ngải cứu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 đặt về cho bác cái mẫu vỏ hộp mới. Đấy, còn lại là đồng hồ thì vẫn như vậy thôi. Đấy, đồng hồ thân bằng nhôm này, thân bằng nhôm. Đấy, có 2 dây và một đốc sạc như này. Hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp cho các bác luôn. Lên cho em đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Dòng này thì khi các bác nhận được hàng thì đa số nó sẽ là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về đa số nó hết pin nhá. Con này thì có chức năng cho các bác là đo huyết áp này, đo nhịp tim và rất là nhiều chức năng khác nữa nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ T8 này. Đấy, T8 Pro đây. Giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ ví hồng này thì
bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50k thôi nhá. 50.000 cho bộ ví hồng như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 cái bấm móng này. Đấy, một cái cắt da này. Đấy, rồi là kéo tỉa lông mũi, rồi đầy đủ bộ sản phẩm như này. Lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho bộ ví hồng này thôi. Trước em đang bán là 60.000. Đợt này về cho các bác cái giá rất tốt luôn. 50.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác có thể mua để mình trải nghiệm, mình sử dụng không nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng, giá sẽ là 50k. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Ví hồng này. Đó. Ví hồng giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá, tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy son nồi. Đấy, tẩy son nồi, tẩy vành bánh ô tô. Dùng rất là ngon luôn, giá sẽ là 25k. Đây này. Nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm rửa chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Ui, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Ui, cái kem nó rất ok các bác nhá. 25k lên em là tẩy xanh. Các bác lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25.000 nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh này, giá sẽ là 25k. Đó, 25k trong cái hộp tẩy xanh như này. 25k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu hàng của Thái Lan nhá, thương hiệu Clear. Đấy, dầu gội đầu Clear. Đấy, và hàng của Thái Lan. Con này thì bên shop bán rất là nhiều đây. Đấy. Dung tích của nó thì vào khoảng là trên 400ml các bác nhá, trên 400ml. Chai này là 450ml các bác này. 450ml trong một chai như này. Đấy, có màu xanh và màu trắng như này. Lên mã giúp cho em là dầu gội đầu Clear nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này dùng rất là thích luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ quần áo mưa nhá. Đấy, bộ quần áo mưa. Đây, hàng của thương hiệu Tú Phong, VIP luôn coi nhá. Đấy, VIP Pro luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một quần và một áo này. Hàng chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 195k nhá. 195.000 cho bộ quần áo mưa như này đây. Mặc vào nó sẽ đúng như trên hình như này các bạn. Đây, đúng như trên hình như này các bác nhá. Đấy, rất đẹp, hai lớp dày dẫn cho bác luôn, 195.000. Cái này các bác ra cửa hàng mua nó sẽ bán cho bác khoảng là 250 đến 300 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một máy, một cái bộ thẻ và một cái cáp sạc. Đấy, đây, cái máy của nó đây, về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Đấy, bật cái nguồn lên các bạn. Đấy. Và các bác bắt đầu sử dụng thôi nhá. Ở đây thì nó sẽ có khá nhiều các cái chủ đề cho các bác lựa chọn này. Đây, đấy. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có tới cho các bác là 220 chủ đề này các bác này. Đấy, rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn. Đấy, rất nhiều thẻ với nhiều chủ đề khác nhau nhá. Gia đình, rồi cây cối, rồi trường học, rồi xe cộ. Đấy, song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn cho các trẻ em nó chơi đây. Đấy, các chủ đề màu này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá sẽ là 90k nhá. 90k lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đấy, máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ giá sẽ là 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao sói này. Bộ dao sói giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bộ này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy. Mình sẽ có cho các bác như này. Đấy. Đây. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao. Đấy. Có cho các bác là ba con dao, một cái nạo và một cái gắp như này. Đấy, ba con dao, một cái nạo, một cái gắp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100k, hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Con này thì có sẵn cho các bác là một cái ấy luôn, một cái viên pin luôn. Về nhà các bác lắp vào cho em là xong. Lưu ý các bác là khi mà lắp ấy, thì mình lắp cho em là lúc 12 giờ trưa nhá. Để tránh cái việc các bác khỏi phải cài đặt giờ. Các bác cứ lắp 12 giờ trưa cho em là nó sẽ lên giờ là 12 giờ. Đây. Và có cái giấy bóng ở đây, các bác bóc cái giấy bóng bảo vệ này ra này. Đấy, các bác thấy chưa? Bóc thêm cái giấy bóng bảo vệ này ra nhé, không các bác bảo lắp pin mà không thấy nó lên giờ. Đây, đấy, 12 giờ trưa luôn nhá. 12 giờ trưa. Nhiệt độ hôm nay đang là 30 độ C này, độ ẩm là 82%. Các bác thấy không? Đấy, thì có cái lấy để như này các bác có thể dùng để bàn này. Đấy, để bàn này hoặc là để trên ô tô, nói chung là để đâu cũng được, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ?
Cái đồng hồ này bao nhiêu đây hả Minh? Đây cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá, giá chỉ có 70k thôi, 70.000 cho con đồng hồ nhiệt kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về, hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật đây. Đấy, made in Japan này. Con này cắt ống cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác đưa vào là mình cắt ống nước thôi. Kéo cắt ống nước con này cắt được từ ống 42 trở về thì các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình này, hoặc là làm thợ làm nghề cũng rất là ok. Ống nước bây giờ không ai người ta cưa cả. Đưa con này vào cắt rất là ngon ngọt và rất là tiện ích nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt ống nước 42, kéo ống 42 nhá, kéo ống 42 này, kéo ống 42, giá sẽ là 140.000 nhá, 140k cho con kéo ống 42 như này, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, bỏ cái khoan đỏ đây. À, về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi quan tháp nhá, hộp mũi quan tháp. Thì nó sẽ là một cái dòng hộp mũi quan tháp này, đấy, mũi quan này. Hộp mũi quan tháp này nha, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá, hàng thương hiệu Unica Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Một bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan và một cây lấy dấu nhá. Đấy, hộp mũi quan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy, thì cây lấy dấu này là rất là ngon luôn, các bác dùng để mình lấy dấu rồi lấy mực rất là ngon. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 mũi, 1 2 3 4 5. 5 mũi với các cái kích thước khác nhau và mũi to nhất này là 32, tức là 3/2 nhá. Đấy, đây em lấy dấu thử cho bác xem này. Lấy dấu được các bác chỉ cần nhấp này là có dấu này các bác. Đấy thấy chưa? Đó, có dấu luôn các bác nhá. Đấy thì cái bộ mũi khoan tháp này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu 180k các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này và kèm 3 mũi khoan Tarogen luôn. Đó, 3 mũi khoan tháp kèm 3 mũi khoan Tarogen. Bộ này thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Đấy, thép của nó thì hai cái loại mũi khoan này đều là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Đấy, khoan đỏ giá sẽ là 110.000. Đấy, còn này là bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, giá sẽ là 180.000. Tất cả đều là dòng thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn và rất là sắc bén các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, 1 2 3 4 5. Bao nhiêu nhỉ? 100.000 cho 5 cái mũi khoan đa năng như này. 1 2 3 4 5 này. 5 mũi khoan đa năng. Đấy, đầu của nó là đầu mũi khế như này nhá. Đầu mũi khế như này thì các bác có thể khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan kim loại đều ok hết nhá. Sắt, thép, gỗ, kim loại đều ok hết, các bác khoan đa năng, cái khoan cái gì cũng được. Đấy. Còn lên mã cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng giá sẽ là 100 cành thôi. 100k cho cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nha. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ đây. Con này của nó sẽ là dung tích là 1,5 lít đây. Đấy, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ, su 304 nhá. Đấy, su 304, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dung tích của nó là 1,5 lít. Đấy, có nắp này là nắp cốc uống nước luôn, su 304 các bác này, su 304 nắp làm cốc uống nước luôn. Và một nắp bên trong này. Đấy, và có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này giá sẽ là 195.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em với bao ship, nhưng mà riêng bác nào mua cái bình nhiệt này thì đơn 250.000 bên em với bao ship được nhá. Đấy, tại vì cái bình nhiệt này bán 195.000 là bán giá gốc rồi, gần như không có lãi rồi. Nếu các bác nào mà lấy nguyên bình nhiệt này thì cộng cho em 30.000 để ship nữa nhá. Đấy, lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ, giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Đấy, con này thì các bác có thể xịt được trên mọi bề mặt nhá. Đấy, xịt trên mọi bề mặt, mái tôn, mái ngói rồi bê tông bê tông đều xịt được hết nhá. Đấy, giá sẽ là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Các bác thao tác xịt đơn giản. Đây là sơn chống thấm đấy, là một công nghệ Nhật Bản, hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu. Chỉ với vài thao tác xịt đơn giản. Rất đơn giản thôi nhá. Đấy, các bác chỉ cần xịt vào các cái bề mặt bị nứt này. Đấy, bị bong chốc rồi các bác vệ sinh như sau đó xịt vào cho nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Đó. Hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chóc, đặc biệt khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím chấp nắng mưa, giải quyết rất là tiện ích luôn nhá. Thấm rột rồi, nói chung là các bề mặt. Giá thì chỉ có 50k thôi, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm nhá. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, em lại lên video, trân trọng gửi tới các bác.
Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bán như biển luôn. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vợt cầu lông cũng nha, vợt cầu lông này. Đấy. Cái này thì nó có túi đựng đàng hoàng, một đôi. Đấy, một bộ này sẽ là một đôi và có kèm cho các bác là một cái hộp mà cầu như này. Đấy, một hộp cầu này thì nó sẽ là ba trái nhá, ba quả như này. Đấy, một hộp của nó sẽ là ba quả. Đây. Hộp này của nó là ba quả các bác nhá. Đấy thì sẽ kèm cho các bác là một hộp này bao gồm ba quả cầu và hai cái vật hàng thì của thương hiệu đây của thương hiệu đây các bạn này. Đấy. Ketsika của Nhật các bạn nhá. Ketsika của Nhật các bạn. Đấy. Ketsika của Nhật, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Thân của nó là thân thép nhá, lưới cước cực kỳ căng các bạn. Đấy. Thân thép lưới cước cực kỳ là căng luôn. Con này dùng thì rất là sướng các bạn, rất là sướng luôn. Đấy bác theo. Lên mã giúp cho anh em đó là vợt cầu lông nhá, vợt cầu lông. Đấy, một đôi như này. Một đôi như này kèm thêm cho các bác là một cái hộp cầu bao gồm 3 quả như này. Vợt này thì nó sẽ là vợt của Nhật và dòng này thì cũng tương đối là chất lượng. Các bác có thể dùng để cho các em nó đánh ở nhà này hoặc là mang đi học hoặc các bác có thể chơi thể dục thể thao rất là ok. Nếu một đôi vợt này mà các bác ra cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng 250.000 nhá, 250.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên Phạm Huấn gửi tới các bác giá chỉ có 120.000 thôi, 120k. Các bác lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông, giá chỉ có 120k thôi. 120.000 cho một cái bộ vợt cầu lông như này, giá rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái rổ vo gạo nhá. Đây, đấy. Thì lên mã cho em là rổ vo gạo, con này thì rất là tiện. Thì các bác có thể đong trực tiếp gạo ở đây này, sau đó thì các bác đưa vào các bác bóp vệ sinh, sau đó thì các bác chỉ cần gạn đi là ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này. Có cái phần lưới như này các bác nhá. Đấy, có phần lưới như này là nó sẽ gạn hết cho các bác các cái nước chảy đi, các cái nước rồi các cái phần đầu chấu nó sẽ chảy đi và gạo nó sẽ đọng lại thì các bác không bị rơi mất một hạt gạo nào, vừa lãng phí vừa bảo vệ môi trường các bác nhá. Các bác chỉ cần gạn đi này là xong. Sau đó thì các bác đổ vào trong nồi để mình nấu. Thường thì các bác hay vo trực tiếp vào trong nồi thì nó rất là mất vệ sinh. Đấy, nhưng mà mình dùng qua cái giá này thì rất là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là giá vo gạo nhá. Con này thì các bác lên cho em là giá vo gạo nhá. Giá vo gạo này. Giá vo gạo. Vo gạo giá sẽ là 15k. Đấy. 15.000 cho cái giá vo gạo này thôi. Rất tiện dụng con này. Đấy. Chất liệu của nó là bằng nhựa mềm nhá. Đấy, nhựa mềm dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì tìm cái này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một cái chổi lăn bụi nhá. Chổi lăn bụi thì con này rất là tiện ích này, về nhà các bác bóc cái giấy này ra cho em này, sau đó thì các bác bóc ra như này. Đấy, bóc ra như này thì mình dùng vòng nào là bóc ra vòng đấy. Đây, nó có từng vòng một đây. Đấy, bóc ra hết vòng này. Sau đó thì cái bề mặt nào bị bụi các bác lăn vào cho em này. Đây nhá. Ví dụ như em lăn cái thảm này, các bác cảm nhận đây nó trắng tinh như này mà em lăn bụi nó dính vào này. Đấy. Lăn xong thì các bác chỉ cần bóc đi là xong. Đây. Con này dùng rất là sướng luôn. Đấy, đây em đang lăn nhá. Đây em đang lăn này. Đây, các bác thấy chưa? Đây. Bụi này. Thì các bác có thể dùng cho thảm này, bàn ghế này, đồ dùng này, tiện ích chưa? Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Này. Sau đó thì các bác chỉ cần là bóc bỏ đi. Đấy, các bác xong thì các bác lại bóc bỏ cái lớp này đi và các bác lại dùng lại đây, bóc đi như này này. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này, từ từ đã. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này. Đấy, thấy chưa? Sau đó thì các bác lại khi nào mình sử dụng thì mình hãng bóc nhá. Khi nào mình lăn mình sử dụng thì mình hãng bóc. Đấy, thì các bác muốn lăn trên bề mặt này, chăn chiếu này, đấy, chăn chiếu này, chăn ga gối đệm này. Đấy. Các bác cứ lăn vào này chưa? Đó, đây các bác thấy chưa? Đó. Thì con này dùng rất là sướng luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con lăn như này và có kèm thêm hai cái miếng lăn này nữa. Tổng như vậy là khi các bác nhận hàng nó sẽ là ba miếng như này nhá. Ba miếng như này. Đấy, lên cho em là con lăn bụi nhá. Các bác lên cho em là con lăn bụi này. Đấy, con lăn bụi. Giá sẽ là 25k cho một bộ như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một miếng có lắp sẵn vào luôn và kèm thêm cho các bác là ba miếng như này. Đấy. Mỗi cái này là đi chiều ngang của nó là 10cm và hình như đây nó được là 60 miếng. Đấy, nó được là 60 miếng như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng được 60 lần. Mỗi con lăn này là các bác dùng được 60 lần như này. Thì cũng rất là tiện ích và rất là tốt luôn này các bác này. Đấy, con này dùng đã lắm đấy. Này là rất là thực tế luôn nhá. Bụi bặm các thứ, bụi mịn biếc là nó quấn hết vào đây luôn. Con lăn bụi 25k.
Đặt. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ chuyên trị long ben hắc lào nấm nghía tổ nấm ngứa tổ đỉa các nhá. Đấy, nấm nghía tổ đỉa. Thì con này nó theo là thuộc dạng kem bôi vào, nó rất là mát và rất là dễ chịu, và các bác cứ trị cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 tip này là sẽ khỏi hết luôn các bác nhá. Đấy, lên cho em là long ben hắc lào, giá sẽ là 25.000 cho một tip như này. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia dây tắm nhá. Đấy. Dây tắm này đang bán bao nhiêu đây? 15.000 cho một con dây tắm như này nhá. Giá xả cho các bác cực kỳ ưu đãi luôn. 15.000 cho một cái dây tắm như này. Các bác có thể mua đủ màu để mình dùng trong nhà mình luôn, mỗi người một màu nhá. Đấy, mua đủ màu cho em. Đấy, 4, 15, 60, nhà 4 người thì mua cho em 4 cái. 4, 15, 60. Đấy, mỗi người một màu. Đấy, bên em có đủ màu cho các bác luôn. Đấy, đủ màu như này, 4, 15, 60. 15.000 cho một cái dây tắm như này nhá, 15.000. Chất liệu của nó thì bằng silicone mềm, có co giãn này, có co giãn như này. Một mặt là bằng chấm chấm như này, và một mặt là bằng bông, bằng cái đầu lồi hẳn như này. Các khi các bác tắm thì mình kỳ cọ massage nó rất là thích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bạn này, bạn muốn tìm dây tắm trà lưng silicone hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất, thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, kỳ cọ lưng này, chân tay này. Đấy, con này nói chung là tuyệt vời đó. Các bác dùng rất là tiện, bằng silicone mềm nhanh khô. Thứ bạn đang muốn tìm một dụng cụ có thể tắm sạch toàn thân, vậy thì đây chính là thứ bạn muốn tìm: dây tắm trà lưng silicone hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất, thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đó, rất ok các bác nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là khăn lau bếp à, khăn lau dầu mỡ các bác nhá. Đấy, một cái khăn, một cái túi khăn lau dầu mỡ như này, 80 chiếc cho một bịch như này, và giá thì sẽ là 25.000 nhá. Cái này của nó thì dòng này của nó thì nó rất là tiện ích này, có tới 80 cái luôn nhá, 80 cái như này con này, 80 chiếc như này. Đấy, ví dụ như bàn bếp này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái khu vực nào mà bị bám bẩn, bám dầu mỡ trên tường, dùng nó rất là tiện các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông cho bác luôn, sẵn xà bông và chất tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ cần là đưa vào là mình kỳ đi như này thì em là xong. Đấy, vệ sinh như này là cho em là xong nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái phần tường gạch men này nhà em nó đang bẩn này, các bác đưa vào mình lau này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi, nếu các bác lau bằng vải thường thì nó sẽ không sạch nhá. Đây. Đấy, những vết bám như này mà em lau cái là nó sạch luôn các bác này. Đấy. Lau cái sạch bóng luôn nhá. Đó, thì các bác cứ lau trực tiếp này cho em. Đấy, lau trực tiếp này trên bề mặt. Những cái vết bám nào mà bám lâu ấy, thì các bác cứ lau qua xong là các bác lau lại một lần nữa cho em là nó sẽ tẩy đi hết luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, sạch bóng luôn nhá. Thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lau dầu, lau mỡ, lau các vết bám bẩn này, vết bụi này trên các cái thiết bị này qua. Đấy, lau phát sạch luôn các bác thấy chưa? Đấy. Rất tiện ích nhá. Đây. Đây các bác này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào này và lau sạch luôn các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, rất sạch luôn nhá. Đấy, thì con này nói chung là rất là tiện ích. Đấy, nó có chất tẩy rửa tạo cho thiết bị đồ đoàn của mình nó bóng đẹp, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc. Một bịch này của nó thì sẽ là 50.000 một bịch 10 chiếc nhá. Đấy, 50.000 trên một bịch 10 chiếc, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50.000 trên 10 cái nhá. 50.000 10 cái này. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông tự nhiên, thấm hút nước tốt và kích thước của nó là 30 x 50, một chiều ngang là 30 và chiều dài là 50. Đây. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, hoặc là dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, vệ sinh. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà các bác thi thoảng có khách có khứa thì các bác cứ phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích và nó sạch sẽ và nó cá nhân, nó không dùng chung đụng nó phức tạp. Giá thì chỉ có 20.000 cho 3 chiếc, và mua cả bịch như này thì cả bịch này chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 cái như này nhá. Đấy, một bịch này là 10 cái 50.000, và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn thì các bác lên cho em là keo 10. Đấy, keo 10. Bây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi. Đấy, bản của nó là 10 cm nhá. 10 cm. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một cuộn keo 10 như này.
các bác chuyên dùng để dán tôn này, dán lên tường này, hoặc các cái bề mặt khác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng cao su non và giấy bạc nhá. Đây các bác này, đấy dán vào này, lô này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, dính rất là tốt nhá. Đây các bác nhá. Dùng rất là tiện luôn đây các bác này. Đấy, đây ví dụ test luôn nhá, cái ống nước bị thủng nhá. Bóc ra này. Dán phát được luôn, các bác thấy chưa? Đó. Đấy. Các bác có thể dán lên các bề mặt như là bê tông này, tôn này, hoặc là các cái bề mặt bị nứt nhá. Đấy, thấy chưa? Rất tiện ích luôn nhá. Các bác nào mà dùng mà trời bị mưa nồm như này, mưa rào như này, thì các bác các cái mái tôn, mái ngói các bác dán hết vào cho em. Rất tiện ích luôn, giá chỉ có 40k thôi. Một quận bản là 10 sen và chiều dài khoảng 5m rồi, ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em các bác có thể liên hệ tới các số hotline này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ví đựng giấy tờ này. Con này thì siêu đẹp luôn. Các bác có thể đựng giấy tờ để mình bỏ trong bao lô vali này, hoặc là các bác đựng để mình để trên ô tô này. Hàng này thì nó chất liệu của nó là da tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên này. Và con này của nó thì hàng của thương hiệu Toyota đây, Toyota, tức là của hãng Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách mua xe ô tô nhá. Đấy. Của Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách mua xe ô tô, cho nên là con này thì bên em thanh lý được và cái giá nó rất là tốt cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ đẹp, chất lượng này. Đấy. Khóa kết nối này, khóa kết nối rất là ngon luôn. Đấy, chất liệu của nó này các bác có thể dùng để mình đựng chiều rộng thì chiều dài khoảng 20 cm, chiều rộng thì nó vào khoảng là 12 cm nhá. Đấy, và rất là vừa xinh, thì các bác đựng giấy tờ này, đựng tiền này, đựng tiền, đựng giấy tờ, rồi nói chung là đăng kiểm đăng kiếm rất là ok luôn nhá. Hoặc là các bác có thể mua để mình đựng giấy tờ bỏ vào xe máy, hoặc là để nhà cũng ok. Đó, nói chung là lên mã giúp cho em là ví giấy tờ, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví giấy tờ này, ví giấy tờ nhá. Đó, ví giấy tờ giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc ví giấy tờ như này. Màu của nó thì màu da bò, màu nâu. Màu nâu, màu da bò rất là đẹp luôn. Lên cho em là ví giấy tờ, giá của nó sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái nước hoa. Nước hoa thì nó sẽ là có hai loại, nước hoa Chanel và nước hoa Coco, Gucci nhá. Đấy. Chanel và Gucci đều là hàng của, đây cái nước hoa Chanel này thì hàng của Pháp này, Paris đây. Đấy, Paris. Hàng made in Fancy này, đó made in Fancy nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nước hoa Chanel này, là hàng của Pháp này. Còn nước hoa Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này. Đấy, made in UK này. Made in UK, hàng của Anh nhá. Thì giá đều là 120.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. Lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel hoặc là nước hoa Gucci, giá đều là 120k trên một lọ như này thôi. Hàng thanh lý, giá cực tốt cho các bác luôn. Con này nếu mà các bác mua là phải tiền triệu không đấy, nhưng mà bên em thanh lý thì cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, giá trải nghiệm, giá thanh lý 120.000 nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái Sidra P7 nhá. Sidra P7. Chai này thì dòng chai to và được tặng thêm cho các bác là đi 50g nữa này. Đấy, tặng thêm 50g. Dung tích của nó sẽ là 350g. Và giá thì sẽ là, đây, con này thì các bác xịt như này. Đó. Và ưu điểm của nó thì đây, hàng thì hàng của Australia nhá. Australia. Đây, công thức cải tiến này, giúp bôi trơn nới lỏng dễ dàng các bộ phận bị rỉ sét này. Đấy, giúp ngưng tạo ra tiếng kêu này, cải tiến này. Đấy, chống ăn mòn rỉ sét rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là Sidra P7 nhá. Các bác lên cho em Sidra P7 nhá. Hàng này hàng to, giá của nó sẽ là 50k cho một chai như này nhá. 50.000 cho một chai Sidra P7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái Sen Inox nhá. Sen Inox, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một sen. Đấy, một sen, một dây vòi và một giá đỡ nhá. Một sen, một dây vòi như này. Một sen, một dây vòi, một giá đỡ, về nhà các bác kết nối vào cho em. Đấy, combo cho các bác luôn. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox. Giá thì đặt này về thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ Sen Inox như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá của nó sẽ là 90k cho bộ như này. Bao gồm là một đầu bát sen như này này. Hàng nội địa của Nhật này, Inox 304 này, made in Japan này. Đấy. Một dây này và một giá đỡ nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là Sen Inox. Giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có 90k cho một cái bộ Sen Inox này thôi. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox này. Sen Inox, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhé, máy xay Osaka. Đó thì đây nó sẽ là một con máy xay rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, thân của nó thì nó sẽ là bằng hàng thân của nó sẽ là bằng nhựa. Đấy, thân bằng nhựa nhưng mà nhựa ABS nguyên sinh. Đây, Osaka. Đấy, hàng Osaka của Nhật nhá. Dung tích của nó sẽ là 350W này, điện 220V. Đây. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay tôm, tép rồi nói chung là xay cái gì cũng được, thực phẩm, thức ăn. Đây, Osaka Japan này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm một thân máy này, một âu như này và bộ lưỡi bao gồm là bốn lưỡi kép nhá, bốn lưỡi kép. Đây, bốn lưỡi kép này các bác này. Đấy, bốn lưỡi kép này siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó, các bác đặt về đây cho em. Đấy, sử dụng điện 220V. Osaka của Nhật đây. Đấy, Osaka Japan này. Lên cho em là cối xay Osaka. Giá sẽ là 145.000 nhá. Đấy, máy xay Osaka này, máy xay Osaka 145k một cái nhá. 145.000 giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái tăm nước các bác này. Đấy, tăm nước đây. Thì đây nó sẽ là một cái dòng tăm dùng một cái dòng máy sử dụng bằng máy bơm. Đấy, nó có sẵn pin như này và các bác chỉ cần bật này là xong. Đấy, máy nó sẽ chạy nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái chế độ khác nhau và đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 4 cái đầu để các bác vệ sinh miệng này, vệ sinh miệng, vệ sinh lưỡi này. Nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là tăm nước bao nhiêu nhỉ? 160.000 nhá. Lên cho em là tăm nước giá sẽ là 160k. Đây. Thì khi các bác dùng thì cái tia nước nó sẽ xịt ra này. Đấy, vệ sinh răng lợi rồi chân răng rồi niếu rồi lưỡi đều ok hết nhá. Đó, 160.000 cho một cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhá. Đấy, đây. Một cái bộ khay úp cốc như này, hàng bằng inox 304 và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Có kèm cho các bác một cái đĩa. Đấy, có kèm một cái đĩa như này các bác này. Đấy, kèm thêm cho các bác một cái đĩa như này thì khi các bác sử dụng thì mình úp thì nó sẽ chảy nước vào đây. Đấy, và các bác thay đi 1 2 3 4 5 6 6 cái cốc, các bác úp được 6 cái cốc nhá. Tên cho em là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc giá sẽ là bao nhiêu? 70.000 nhá. Đấy, giá hợp lý cho bác luôn. Giá thanh lý chỉ có 70.000 cho một con khay úp cốc này thôi. 70k cho một khay úp cốc như này. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn, khay úp cốc 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm nó là cái bảng tô nhá. Bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa. Đấy thì bảng tô cũng được, bảng tự xóa cũng được. Giá thì đợt này về cho bác giá chỉ còn 40 cành thôi. 40 cành cho một cái bảng tự xóa như này. Về nhà thì các bác mở cái nút khóa ra cho em này. Đấy, sau đó các bác sử dụng này. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô này. Giá sẽ là 40k cho một cái bảng tô này. Xóa đi các bác này, rất tiện luôn. Thì các bác có thể dùng để mình tô vẽ thoải mái này, xóa nhá, rất tiện luôn. Cho các em nó học bài này. Đấy, học bài này, rất tiện nhá. Rồi học là vẽ sáng tạo này. Đấy, hoặc là bác làm kiến trúc sư, làm nghệ thuật này cần tô vẽ này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bảng tô và các bác lên gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Shop Phạm Huấn. Đấy. Shop Phạm Huấn nhá. Rất tiện dụng luôn, xóa đi này. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá, bảng tô. Giá thanh lý 40k. Đó, 40.000. Đấy, lên cho em là bảng tô các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái keo keo vàng nhá, keo vàng, keo dán vàng đa năng. Con này thì các bác dùng dán đa năng luôn này, dùng để dán đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ này, điện thoại điện thiết đều ok hết nhá. Hàng thì sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, made in Thái Lan các bác này, made in Thái Lan đây. Đó, made in Thái Lan. Và giá thì sẽ là 20k nhá. Lên mã giúp cho em. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng. Đấy, đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng nhá. Keo vàng. Giá của nó sẽ là 20k. Đấy, 20.000 trên 3 típ nhá. Đấy, trên 3 típ luôn. Đấy, combo. Lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 cho 3 típ như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 3 típ như này. Thì con này dùng nó rất là sướng luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, inox 304, dày dẫn chắc chắn. Con này chỉ dùng để đựng nước thôi chứ con này không giữ nhiệt được đâu nhá. Inox 304 hai mặt luôn. Đấy, trong ngoài đều inox 304 hết. Đấy, và dung tích của nó là 2 lít cả vỏ inox 304. Đấy, các bác dùng để mình đựng nước lọc, đựng nước uống rất là ok luôn, sạch sẽ, không lo bị rơi vỡ và an toàn với sức khỏe quá nhá. Đó. Bình 20 dung tích là 2 lít, giá sẽ là 80 cành thôi. Đấy, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chả có đâu mà mua một cái bình inox đẹp như này mà giá 80.000 dùng từ năm nọ sang năm kia được luôn nhá. Đấy.
lên mã giúp cho em đó là bình 20 này. Đấy, bình 20. Bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k các bạn. 80k cho một con bình 20, dung tích là 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác. Cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đây. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là, bỏ cho anh kia cái đấy anh quay luôn. Đấy. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi. Cái to nhất này thì giá kích thước của nó sẽ là 35 cm và nhỏ nhất thì nó vào là 24 cm hay 324 cm. Đấy, và nó sẽ combo cho các bác là một rổ và một chậu như này. Cứ một rổ một chậu như này. Hàng nhựa Việt Nhật các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Như này nó mới gọi là chất lượng. Bỏ lên cái. Ừ, bỏ lên cái. Không cần đâu. Chỉ cần một cái được, ngồi đưa đi thôi. Đấy. Đây các bác này, nhựa của nó phải là chất lượng như này thì các bác mới sử dụng nhá. Đó. Không hề có dấu hiệu gì luôn. Giá thì sẽ thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông này. Đấy. Rổ vuông. Rổ vuông nhá. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái là sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Túi đựng đệm nhá. Đấy, thì lên cho em là túi đệm này. Nhà các bác mà có những cái đệm mà sông Hồng này, hoặc các cái loại đệm mút để mình nằm mùa đông, bây giờ sang mùa hè rồi thì những cái đệm cũ nhà mình nó bị hỏng, bị rách thì các bác mua cái này về mình lại sử dụng cho em. Hàng thì hàng của Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc đây. Chất giấy bóng của nó cực kỳ dai luôn các bác này, chất rất là dai luôn nhá. Thì các bác bỏ vào cực kỳ yên tâm luôn. Giá thì sẽ là bao nhiêu? Hả? 60.000 cho một cái túi đệm như này. Đấy. Thì các bác cứ đọc cho em kích thước đệm thì em sẽ gửi cho các bác, giá thì đồng giá như nhau. Đó, đây, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng giấy bóng lụa rất là mềm và dai, thì mình đựng rất là thích, sử dụng 5-10 năm ok. Đấy, nó không như cái túi bóng của cái đội nó bán, nó túi nó giòn, nó nhanh hỏng và nhanh rách. Đấy. Lên thì em là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm này. Nó sẽ có cho các bác là 60k một túi thôi và có dòng là 1,6 m và 1,8 m nhá. Đấy, 1,8 m. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, 1m6, 1m8, giá đều là bằng như nhau, 60k nhá, 60.000. Đấy, có dòng 1m6, dòng 1m8, các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm. Đấy, thì dùng nó rất là tiện ích. Nhà các bác nào mà bị rách, bị hỏng thì nên mua. Tại vì là các bác để qua mùa đông thì mùa hè thì màng nhện rồi các loại nó bị bám vào thì nó rất là bẩn. Đây, khóa khiếc đàng hoàng nhá, có khóa đàng hoàng. Đấy, có khóa đàng hoàng. Đệm to, đệm nhỏ bỏ vừa hết. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Hôm nay thì một cái mã hàng rất là mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bên shop về cho các bác một số cái mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda nhé. Đây, mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng hàng bãi. Đấy, nhưng mà chưa qua sử dụng. Bên em thanh lý được hàng bãi chưa qua sử dụng cho nên là hàng nó còn rất là đẹp. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Có hai mẫu không nhá. Có hai mẫu. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái mẫu là một mẫu là nó sẽ có là hai kính nhá. Đấy, gọi là hai mặt nạ. Đây. Cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là cái bảo vệ như này. Đây. Và cái này thì nó sẽ là có cái lớp kính như này con này, có cái lớp kính như này nhá. Đấy. Hàng này thì nó gọi là nó bị chảy xước nhẹ cái bên ngoài thôi. Đây. Bên ngoài nó hơi bị chảy xước nhẹ như này. Hàng thì 100% là hàng của thương hiệu Honda nhé. Hàng thương hiệu Honda cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bên ngoài thì hơi bị chảy xước nhẹ. Đấy. Thì các bác lên cho em là mũ 2 kính và mũ 1 kính nhá. 2 kính thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái kính phụ đây. Đấy, gọi là một cái lưỡi chai phụ như này. Đấy. Đây, một cái lưỡi chai phụ như này các bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000. 230.000 cho một cái con to lưỡi chai phụ như này nhá. Đấy, tức là con này nó có bảo vệ kính này, khi các bác gảy lên như này thì kính các bác để nó sẽ giảm cái độ chảy xước đi. Đấy, giảm cái độ chảy xước đi và các bác có thể kéo lên kéo xuống như này. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 nhá. 230.000 bên em sẽ bao ship. Đây, em sẽ đội thử cho các bác xem. Đây. Đấy, đây nha, em đội cho các bác xem này. Đó. Đội vào thì nó rất là ôm luôn. Đấy, không dùng thì các bác đẩy lên như này. Đấy, vừa che nắng che mưa này. Còn khi nào dùng thì các bác kéo xuống cho em. Đấy, rất tuyệt vời luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất là kín nhá. Đấy, dây giếc các bác đeo vào này. Đặc biệt là vừa chống ồn này, mùa đông các thứ các bác dùng thì rất là ấm áp, mùa hè thì chống ồn chống nắng rất là tốt này. Đấy, các bác thấy chưa? Rất hiện đại luôn nhá. Đấy. Thì nó có thể là đẩy lên đẩy xuống như vậy để khi tiện ích, đẩy lên đẩy xuống như vậy thì sử dụng rất là tiện ích nhá.
Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật, thương hiệu Honda của Nhật đây. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất mũ thì rất là bền đẹp, chắc chắn và cứng cáp nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 230.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là mũ này thì nó sẽ có cho các bác là mũ hai kính đi. Lên cho em là mũ hai kính. Đấy, nó có một kính thôi nhưng mà nó có cái bảo vệ kính này. Đấy thì em gọi nó sẽ là mũ hai kính nhá, mũ hai kính. Còn con này thì nó sẽ là dòng một kính này. Đây. Con này thì sẽ là dòng một kính. Con dòng một kính này thì cái giá của nó sẽ mềm hơn một chút. Đây, con này là con một kính này. Đấy. Con một kính thì nó chỉ có kính không thôi, còn con kia thì nó có thêm cái lớp bảo vệ nữa. Đấy. Còn chất lượng, chất liệu mũ các thứ thì đều là như nhau. Đấy, chất lượng như nhau, form mũ cũng như nhau. Hàng của thương hiệu Honda thì các bác biết rồi, rất là chất lượng luôn. Đấy, rất chất lượng luôn nhá, thương hiệu Honda này. Đấy, logo của hãng này. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là mũ một kính nhá. Con này thì là một kính, con một kính này sẽ là 200.000, 200.000 cho con một kính như này. Đấy, đây em cũng đeo thử cho các bác xem luôn. Rất chất lượng luôn nhá. Giá thì khá là hợp, giá sẽ là 200.000. Đấy, con này thì mình độ thì nó sẽ gọn hơn con kia một chút. Đấy, kính thì nó cũng kéo lên kéo xuống như này thôi. Rất là ôm đầu vừa vặn luôn nhá. Đấy, nó sẽ có một cho các bác một cái lớp mút như này thì là đầu to đầu nhỏ. Đầu to đầu nhỏ đều vừa hết và vừa với form đầu của người Việt Nam mình các bác nhá. Vừa với form đầu của người Việt Nam mình. Đấy, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Thì các bác đội tham gia giao thông thì cực kỳ an toàn luôn. Đấy. Riêng một cái mũ của hãng như này mua bình thường giá của nó cũng phải là 5-700.000 một chiếc nhá. 5-700.000 cho một chiếc mũ như này. Đấy. Bên dưới này thì có một cái lớp lót da này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nếu các bác mua một cái mũ bình thường cũng phải 5-700.000 nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là hàng bãi chưa qua sử dụng và nó có cái hiện tượng là hơi bị xước nhẹ một chút thôi nhưng không có về vấn đề gì cả nhá. Đấy, hàng bãi thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, bên em thanh lý được cho nên giá rất là tốt. Và bên trong của nó thì lớp những cái lớp mút của nó rất chắc chắn luôn, kính kiếc rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ một kính nhá. Mũ một kính này sẽ là 200.000. 200.000. Còn cái con mũ hai kính này thì có một cái kính đen để bảo vệ và một kính thường như này. Đó. Thì con này sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đó thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, giá thì cực kỳ là tốt và ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất tốt, ưu đãi cho các bác luôn. Chất mũ thì khỏi phải bàn rồi. Màu thì màu đen rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mũ của quân đội Mỹ nhá, quân đội Mỹ. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Test cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy, gõ xuống đất này là các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Một con mũ lưới như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này, 150.000 nhá. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích này. Đây các bác chỉ cần là đeo cái lưới này vào xem này, đeo cái lưới này. Đấy. Thì cái lưới này vừa các bác dùng để trang trí này, vừa là để co. Đấy, để co trang trí, hoặc các bác không thích dùng lưới thì các bác bỏ lưới ra. Các bác nào thích dùng lưới thì dùng. Đấy. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống dây dù lót như này để tránh đội mình chạm đầu vào trong cái lớp này thì nó sẽ bị nóng nhá, bị nóng. Đó. Giá sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá, mũ lưới 150.000 cho một em mũ lưới như này. Đó thì các bác có thể là lấy cái loại nào thì lấy. Con này thì cũng rất là hay nhá. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Rất là ngon lành luôn. Đội thì rất là vừa vặn và ôm đầu quá nhá. Đây. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới này, giá sẽ là 150.000. Đấy các bác thấy không? Đây. Đội vào thì rất là vừa vặn luôn, rất vừa vặn, rất đẹp, rất xinh luôn. 150.000 cho cái em mũ lưới này các bác nhá. 150.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể là lấy con nào thì tùy theo nhu cầu đích của các bác. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000, hàng của Đức, made in Germany đây. Bộ sản phẩm thì bao gồm 1 2 3 4 chìa. Chìa của nó là cái dòng chìa tròn nhá. Đấy, chìa tròn chống trộm. Nên các bác dùng cực kỳ an toàn luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng đa di năng chống trộm, chống cắt, chống ăn mòn các kiểu con là điều luôn thôi nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp em là khóa Đức nhá, hàng made in Germany này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, chống trộm chống cắt nhá. Đây nó có các cái phần bo kín như này cho nên là khóa thò vào cũng không cắt được này. Đấy, khi các bác khóa thì quay xem cái chìa này vào này. Đấy, quay cái chiều này vào phát là nó không thể chống cắt được này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn này. Và trộm là cái chìa này của nó là cái dòng chìa tròn như này cho nên là không làm giả được các bác nhá. Lên thêm là khóa Đức, giá sẽ là 130.000 nhá.
130k thì em khóa Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn phễu này. Đấy. Dòng dây điện cho mình. Cái đèn phễu như này giá sẽ là 90.000 cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn các nhá. Đấy, con này rất sáng luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc và một cái dây như này. Một cáp sạc, một dây như này nhá. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi các bác. Đấy, rất sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, nhấp nháy này, đây. Đây ban ngày mà em dọi mà pha nó còn như này là các bác biết rồi. Đó, các bác theo. Rất là sáng luôn nha, điểm sáng của nó rất là lớn luôn, ban ngày mà còn như này là các bác dọi ban đêm thì siêu sáng luôn. Đấy, rất là to nha, có thể là gập lên gập xuống như này này, có báo pin và có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho một con đèn phễu này thôi. Đấy, đèn phễu giá sẽ là 90k. Giá thanh lý cho các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Đèn phễu này. Nó hình như phễu. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Con này bên shop đang bán là 35.000 một chiếc. Đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn 30.000 trong cái đuôi lò xo này thôi. Lên cho em là đuôi lò xo giá sẽ là 30.000. Đây, cắm điện vào các bác cho bóng cho bánh vào đây. Đấy, bật công tắc lên là xong. Đấy. Đuôi lò xo 30.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái bóng đèn 4 cánh mini này. Con này thì công suất của nó là 28W mà nó sáng giống như kiểu là bóng 80W thôi nhá, rất là sáng luôn. Và giá thì cực kỳ là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40k cho một quả bóng như này. Đấy, bình thường các bác đi mua một quả bóng mà sáng như này cũng phải mất 70 đến 100.000. Đó, các bác thấy không? Sáng trắng luôn các bác nhá, rất là sáng nhá. Thì các bác có thể dùng ở trong các cái không gian vừa phải thì rất là ok. Đấy, đầy đủ ánh sáng cho các bác luôn. Đó, đây. Đây con này. Đấy, rất sáng luôn. Thì các bác lên cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con đèn 4 cánh mini như này giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 thôi. Đây, công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này, rất là sáng luôn. Đó, 4 cánh mini. Giá sẽ là 28W, giá sẽ là 40k nhá, 4 cánh mini 40.000. Đấy. Đuôi lò xo thì giá sẽ là 30k. Vừa là lò xo ngắt nghéo này, vừa là có công tắc đóng ngắt luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái võng dù hàng của quân đội Nhật nhá. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mình kéo cho anh. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên nó khoảng từ 2m đến trên 2m nhá. Đấy, từ 1m8 đến 2m. Đây các bạn này. Đây. Đấy. Đây các bạn này, rất là rộng luôn. Đây các bạn thấy không? Đây, rất rộng như này nhá. Rất rộng luôn các bạn này. Đó. Cái chiều ngang này của nó thì được khoảng 80 90 cm. Chiều dài của võng thì nếu mà tính từ đầu này đến đầu kia thì nó vào khoảng là trên 2m. Có sẵn dây đeo cho các bác như này luôn. Đấy, có sẵn dây đeo như này thì các bác về có thể đeo lên cây cối này hoặc là sử dụng khác rất là tiện luôn. Võng dù thì giá sẽ là bao nhiêu? 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái võng xếp này. Đấy, đây là một con võng xếp như này. Con này thì nó sẽ không có dây đâu, nó chỉ có cái quai đeo như này thôi. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Con này thì cái chiều banh của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1m và nó có hai lớp như này luôn. Hai lớp dù như này các bạn này, hai lớp dù như này, hai lớp luôn. Đây. Các bạn thấy không? Tổng chiều dài của nó thì dạn. Con này thì dài hơn con kia một chút và lúc nào nó cũng ở cái hệ là banh sẵn như này rồi. Các bác dùng nó rất là đã này. Đấy, có thể là mang đi du lịch hoặc là để ở nhà. Đấy, đều được. Khi các bác không dùng nữa thì quặn lại như này cho em. Đấy, rất là tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là võng xếp, giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. Đấy. Còn con võng dù này thì giá sẽ là 90.000. Con này thì nhỏ gọn hơn một chút thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá đều là rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 160.000 cho con Thunder A1 như này. Con này thì rất nhiều phụ kiện đi kèm luôn này. Có các cái phụ kiện đi kèm đây. Đấy, chổi vệ sinh này, rồi cáp sạc này, dầu nhớt này, rồi cữ này. Và có cho các bác là một cái đầu tăng đơ như này nhá. Một đầu tăng đơ như này, chống cắt, chống đầu tăng đơ này là chống chống bị đứt nhá. Đấy, các bác cắt thì nó rất là an toàn luôn, không sợ bị đứt tay hoặc là bị ăn da, gọi là chống ăn da rất là tốt nhá. Đấy, hàng bảo vệ các thứ lắp đặt cực kỳ chính xác luôn này con này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Đây. Đấy, bật nguồn cho em này. Đấy, các bác dùng để cắt tóc cho trẻ em này, chấn viền, cắt tóc cho người già này. Đấy, không ăn da nha, đây em cắt thử cho các bác xem này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cắt đầu sạch đấy luôn các bác thấy chưa? Đó, cắt đầu sạch đấy luôn. Đó. Thì thứ nhất là có một tăng đơ này. Thứ hai là sẽ có cho các bác là một cái bộ vừa cạo râu vừa tỉa lông mũi nhá. Cái đầu này thì các bác dùng để cạo râu này. Đấy,
đầu này để cạo râu này, xoáy cái đầu cạo râu này ra thì các bác lại dùng cho em cái chức năng là tỉa lông mũi, thì các bác xoáy cái phần tỉa lông mũi này vào để là dùng để tỉa lông mũi này. Đấy, thì nó đa di năng luôn, có ba chức năng chính đó là cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi. Đấy, ba chức năng chính như này. Bên mã giúp cho em đó là tầng đơ A1 nhé. Con này thì cái giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 160.000 cho một con tăng đơ A1 nha. Hàng ba chức năng cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi rất là ok. Tăng đơ A1 nhá. Đấy, tăng đơ A1 giá sẽ là 160.000 nha, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá. Đấy, cân treo. Con này thì các bác dùng là mình treo lên. Đấy, treo lên cho em rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một viên pin như này nhá, một viên pin như này. Pin này thì hết các bác lại ra hiệu sách mua. Đấy, và cái này thì nó dùng nó rất là lâu hết pin, tại vì nó có hệ thống là tự sạc, cho nên các bác yên tâm. Và khi lắp vào thì nếu mà nó không đúng chiều thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là được. Còn nếu lắp vào lên rồi thì thôi. Đấy, còn không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, thì cái này cân tối đa của nó được 50 kg, còn các bác cân bao nhiêu thì tùy các bác thôi. Đó, cân bao nhiêu thì tùy các bác nhá. Đây, em sẽ cân thử cái dây điện này cho các bác xem. Đấy, đây là một cái cuộn dây điện đây. Đấy, dây điện em cân thử cho các bác xem nhá. Đây các bác này. Đấy, cái cuộn dây điện này là kích thước của nó sẽ là 10m này. Cuộn dây điện 10m, cân nặng của nó sẽ là 1 cân 39, 1 cân 39 các bác này. Đấy, 1,39 kg, tức là 1 cân 4. Đấy, 1 cân 4 như này. Cuộn này là 10m các bác nhá. Đó, đây các bác này. Nhớ số luôn, nhớ một lúc sau nó mới hết nhá. Đấy, và có cả cho các bác là cập nhật cả nhiệt độ luôn. Nhiệt độ đang là 30 độ C. Đó. Thì các bác lên cho em là cân treo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70 cành cho một cái cân treo cầm tay như này. Các bác có thể mua về để mình đi gọi là cân đồ ngoài chợ này, hoặc là các bác đi du lịch mua hải sản các thứ này, hoặc là đi câu đi kẹo đều ok hết nhá. Lên cho em là cân treo này. Đó, cân treo giá sẽ là 70k nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện hàng của Nhật đây. Dây điện của Nhật. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dây của Nhật này. Đây, dây 2.5 nhá, Japan này, CU này. Đấy, dây của Nhật lõi đồng 2.5. Đây, FA 2.5 này. Con này thì giá của nó sẽ là theo kích thước các bác nhá. Dây thì siêu mềm luôn, dây siêu mềm và đầu dây thì nó sẽ là đầu đúc chống va đập. Các bác có thể dùng để làm thợ hàn xì, chiến công trình, nói chung là dùng đa di năng được hết nhá. Con này dùng thì siêu bền, siêu tiết kiệm và rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện Nhật nhá. Đấy. Dây xanh. Dây xanh thì nó sẽ có cho các bác là dòng như sau. Đấy, nó sẽ có cho các bác là các cái dòng như sau. 5m. 5m thì sẽ là 220k. Đấy. 10m thì sẽ là 330k và 30m thì sẽ là 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, có quận 5m, quận 10m và quận 30m. Đấy, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây các bác này. Đây của nó sẽ là dòng 30m này các bác này. 30m là một cái quận to này các bác này, 30m đây. Đấy, thì các bác muốn lấy quận nào thì lấy, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Tất Nike của Nhật đây. Đấy. Một vỉ này của nó là 10 đôi. Thì có màu đen và màu trắng nhá. Một vỉ 10 đôi có màu đen màu trắng như này, tất Nike của Nhật. Con này các bác đi mùa đông mùa hè đều được hết nhá. Hàng ôm chân, dệt 5D. Đấy, thoáng khí, chống hôi chân, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, chống hôi chân, chống nấm mốc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, giá rất hợp lý nhá. 90.000 cho 10 đôi tất luôn. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là vỉ tất 10 nhá. Vỉ tất 10 này. Vỉ tất 10, giá sẽ là 90k nhá. 90k trên 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen như này. Đấy, một đầu vòi sen và một đầu dây như này các bác này. Đấy, một đầu sen và một đầu vòi dây như này. Một đầu sen và một bộ dây như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Đấy, 100 cành. Có đóng ngắt trên tay này các bác nhá. Đây là đóng ngắt trên tay này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước này và có điều chỉnh to nhỏ này, có lõi lọc này. Đấy, có lõi lọc như này, nói chung là combo đầy đủ cho các bác một cái bộ sen quạt như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 à 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 90k nhá. 100.000. Xin lỗi các bác, 100.000 nhá. Tiếp theo thì
Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đuổi chuột nhá. Đây, máy đuổi chuột này. Con này thì đuổi chuột, ruồi, mũi, kiến, gián đều được hết nhưng nó sẽ thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Đây. Đấy, chuột, ruồi, mũi, kiến, gián đều ok hết nhá. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc như này, 35k một chiếc như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện cho em là ok thôi, cắm vào điện cho em là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cam mô hình như này. Có cả điều khiển, cả ốc vít đai chứ các bác đầy đủ luôn. Con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 cho con cam mô hình như này thôi. Đấy, nó sẽ là camera nhưng mà nó sẽ là giả cam thôi và nó sẽ là đèn nhá. Đèn năng lượng mặt trời như này rất sáng luôn. Ở đây thì nó sẽ là dòng cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ sáng các bác này. Đấy, ban đêm thì sáng. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, và ban đêm thì nó sẽ sáng nha, ban ngày nó tự tắt này. Đây. Đấy, em che đi thì nó sẽ sáng quá này. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Nên mã giúp cho em đó là đèn cam mô hình nhá. Cam mô hình thì con này rất tiện. Các bác vừa dùng để làm cam để dọa trộm này. Đấy, vừa các bác dùng để lấy ánh sáng luôn mà không mất một đồng tiền điện nào. Giá thì chỉ có 100k thôi, có cả điều khiển như hẳn hoi luôn. Cam mô hình. Cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con bàn làm rất là tiện, các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi phượt, đi công tác đều ok hết nhá. Về nhà thì các bác cho nước vào cái quai này cho em này. Đấy, đây là cái quai này, các bác cho nước vào đây cho em để mình dùng này. Đấy, và các bác có thể mang đi học, đi làm, đi du lịch nhá. Đấy, và đây là cái công tắc của nó này để điều khiển độ nóng này, mâm cực dày luôn và có cả hơi nước, bóp vào đây là sẽ ra hơi này. Bàn là hơi nước mini nhá, 135.000 một chiếc, giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn, giá chỉ có 135k thôi. Các bác dùng để mang đi học, đi làm, đi du lịch hoặc là dùng ở nhà cũng ok. Bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135k nha, 135k, bàn là hơi nước mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là... Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đèn đó là đèn 20 nhá, giá sẽ là 110.000. Đây. Đấy, sẽ kèm cho các bác một cục pin hãng như này. Đấy, thân của nó bằng nhôm và có zoom này các bác này. Đèn 20, con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20cm một chút thì em gọi là đèn 20. Có cả cái phần này để các bác lắp pin tiểu cũng được. Đấy, hoặc các bác dùng trực tiếp như này nhá. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là lắp pin vào cho em, lắp đúng chiều nhá. Nếu các bác lắp sai chiều thì đảo chiều đi cho em. Và xoáy thật chặt vào thì nó mới kết nối nguồn được các nhá. Đấy, xoáy thật chặt vào thì nó mới ăn chân pin. Đó. Thì khi các bác lắp như này thì em lắp này là sai chiều pin này thì các bác lại xoáy ngược lại cho em. Đảo chiều pin này cho em. Thân của nó thì bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm hết. Chiều dài là 20cm, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác và ngon lành, rất dễ sử dụng luôn. Chỉ cần lắp vào là xong. Đó, rất tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có là 110.000 thôi. Đây. Đấy, đèn rất sáng các bác này. Đấy, và có thể điều chỉnh pha như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Và theo. Đó. Đây. Pha của nó có thể điều chỉnh như này và pha rất là rọi luôn các bác này. Đây. Ban ngày mà pha còn như này thì các bác biết rồi này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, và có thể zoom điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, có thể phóng to thu nhỏ đây. Rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đó, rất tiện nhá. Đấy, cái đầu này rút và phát phóng to thu nhỏ nó luôn. Chiều dài của nó là 20cm. Đấy, tầm 20 hơn 20cm một chút. Đây. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy, có báo pin luôn các bác này. Rất tiện luôn. Đây, và có kèm thêm một cáp sạc nữa. Giá thì chỉ có cho bác là 110.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá. Giá sẽ là 110k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 này. Đèn 20, giá sẽ là 110k. 110.000 cho con đèn 20 này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số cảm ứng nhá. Hôm nay thì bên em về một số cái đồ lính Mỹ này. Đấy. Đầu tiên em lên cho bác
mũ lưới nhá, đây là con mũ rất là đẹp luôn, hàng USA của Mỹ này. Đấy, USA American các bác nhá. Đây, đây. Đập cho các xem này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đập thoải mái luôn nhá. Đập thẳng tay luôn này các bác này. Đấy, thẳng cánh và phang các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, đập như này nó không hề ấn gì được các bác, yên tâm sử dụng rồi nhá. Chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Bên trong này thì nó sẽ có đai như này con này. Đây, hát vào này, rất là ngon luôn. Đó, rất ngon nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái phần lưới dù như này, thì khi bác đội nó sẽ không chạm đầu, rất là ngon luôn. Chất liệu thì có về bàn này các bác này. Có về bàn luôn, các bác thấy không? Đập không hề có một vết xước luôn nhá. Và các bác về các bác đan cái lưới cho vào cho em này. Đấy. Có cái lẻ nó không? Về nhà các bác đan cái lưới này vào cho em. Đấy, nếu mình thích cần dùng lưới thì mình đan lưới vào, không có thì mình không dùng lưới thì thôi. Đấy, còn các bác dùng lưới thì mình chụp cái lưới này vào cho em, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các bác có thể chụp cái phần lưới này vào này. Đấy. Con này thì các bác đội đi xe máy chứ cũng rất là an toàn luôn. Đấy, đội xe máy rất an toàn luôn nhá. Đấy. Thì mình đội thì đây, cái lưới này nó sẽ là cái dòng lưới ngụy trang như này, rất là tiện ích này. Về nhà các bác dàn đều ra cho em. Đấy, sau đó thì mình đội vào này, rất là đẹp luôn. Vừa chống xước vừa là cái lưới ngụy trang như này. Các bác muốn dùng lưới thì dùng mà không dùng thì thôi. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó, giá rất hợp lý luôn. Cầm anh cái kéo cu bia ra đây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu kéo này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng kéo bếp vàng như này. Con này thì hôm nay sẽ là về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó. 30k cho một chiếc này thôi nhá. Giá thanh lý cho bác chỉ có 30.000 cho một chiếc này thôi. Và sẽ là thanh lý giá tốt là 100.000 bốn cái luôn. Đấy, mua lẻ sẽ là 30.000 một chiếc, còn bác nào mua từ 4 cái trở lên giá chỉ 100.000 cho 4 cái thôi. Các bác có thể mua cho gia đình và mua cho đại gia đình nhà mình nhá. Mua rồi tặng người nọ người kia rồi mua về để dùng dần. 100.000 cho 4 chiếc kéo bếp vàng như này, hàng nội địa của Nhật này, thép SK50 gì này. Đấy, cắt gà, cắt cá rất là ngon luôn, cắt nem rồi, nói chung là dùng đa chức năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên xem là kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng này, cái giá thì cực kỳ là ưu đãi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc và mua lẻ. Còn mua combo thì sẽ là 100k nhá. 100k là bằng 4 cái luôn, 100.000 4 cái nhá. Giá giảm sốc thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo khui bia nhá. Con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Các bác dùng để mình khui bia này, mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ đa chức năng luôn. Hàng rất bén quá nhá, rất bén luôn này, thấy không? Đó, rất bén luôn. Cũng hàng của Nhật, Japan đây. Con này thì nó sẽ dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Có khui bia, có mở nắp chai, có đánh vảy cá, có kẹp cua ghẹ, có phần khuyết để cắt gà. Đây là một con kéo khui bia đa chức năng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là kéo khui bia nhá, kéo khui bia. Đấy, chuyên dùng để khui bia này, mở nắp chai này, cắt gà, cắt cá, kẹp cua ghẹ đều ok hết nhá. Kéo khui bia, giá sẽ là 70.000 cho một con kéo khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Kéo khui bia giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này, ổ điện trắng. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm này, có công tắc đóng ngắt này, có đèn báo và có hai chân USB như này, dây dài khoảng 2 mét nhá. Lên mã giúp cho em nó là ổ điện trắng, giá sẽ là 60k nhá, 60k. Lên cho em là ổ trắng này, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con ổ trắng như này. 60k thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá thanh lý rất tốt cho các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 7 ổ cắm, hai chân USB, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Giá chỉ có 60.000 thôi, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái mẫu chổi để các bác chuyên để rửa ô tô. Đấy. Lau rửa ô tô thì con này rất là tiện. Thường thì nhà bác nào cũng có xe ô tô, xe con. Đấy, thì dùng rất là tiện nhé, các bác chỉ cần là đút vào đây cho em này. Đấy, rất tiện luôn này. Thì mình ô tô thì mình xịt nước vào, sau đó thì mình đưa xà bông vào là mình lau này. Đấy, lau lau chùi như này thì nó rất là tiện nhá. Nên mã giúp cho em đó là chổi rửa ô tô nhá. Chổi rửa ô tô, giá thì sẽ là, lên mã giúp cho em là chổi rửa ô tô nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho bọn em chổi rửa ô tô như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác rửa ô tô này. Đấy, các bác thì mình chỉ cần là xịt nước lên cho xà bông vào đây này. Đấy, ở đây của nó là nó bằng da và nó máy hết nhá, thì các bác rửa không sợ bị xước xe nhá. Và cái phần này các bác chỉ cần gạt như này thôi, nó rất là nhanh, vừa rửa vừa lau khô được luôn, nó rất là nhanh nhá. À, cái này nó còn rút dài được thêm được khoảng 20 phân nữa các bác này. Đấy, đây các bác có thể rút vào xoáy ra như này. Đấy, rất là tiện này. Tiện chưa các bác ơi? Tổng chiều dài của nó thì sẽ là 1 gang này, 2 gang này, 3 gang, 4 gang, nó vào khoảng là đi 8-90 cm nhá, 8-90 cm.
thì rất tiện luôn để chuyên cho các bác kỳ cọ rửa ô tô này. Các bác có thể rút ra như này, cho dài ra hoặc là mình xoáy vào. Đó thì rất là tiện. Lên cho em là chổi rửa ô tô giá sẽ là 90k cho mấy em chổi rửa ô tô như này nhá. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại lên video để giới thiệu các cái mã hàng của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Nay thì các số hotline của bên em đây. Nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cả máy như ghế, cái nồi cơm sáp cho nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 500.000 tròn các nhá, 500.000 tròn. Đấy. Mở này. Đấy, mở ra thì các bác chỉ cần nhấn cái nút này là mở này. Đấy, nhấn nút này là mở nhá. Và đây thì các bác sẽ có cho em là một cái khay đỡ này. Đấy, một cái khay như này, kèm theo cho bác là môi thìa này, rồi cáp này. Đấy. Rồi phiếu bảo hành cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Mâm thì cực kỳ là dày luôn. Đấy. Con này mâm của nó rất là dày nhá. Mâm dày này các bác. Nghe nó kêu như chuông đúng không nhá? Nghe kêu như chuông luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác. Đấy, mâm dày. Mâm bằng nhôm pha gang nhá, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi niêu như này, nồi niêu nhá. Đấy. Nó vòm kiểu hình niêu như này và mâm của nó mâm nhiệt cũng rất là dày luôn. Thì giữ nhiệt rất là tốt và nấu cơm ngon. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá. Đấy. Nhà gia đình 3-4 người ăn, 5 người ăn thoải mái luôn. Đấy, dung tích của là nó là 1.8 lít này. Hàng thương hiệu nồi cơm sáp của Nhật nhá. Nồi cơm sáp của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đó. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho anh em. Đó. Dung tích của nó là 1.8 lít. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm sáp nhá. Giá thì sẽ là 500k. Đó, nồi cơm sáp 500k nhá. 500k tròn cho cái nồi cơm sáp như này các bạn này. Đấy, đây. Của nó thì nó sẽ là dòng 1.8 lít, công suất là 900W và sử dụng điện 220V nhá. Con này thì cái công suất của nó sẽ là 900W thôi nhá. 900W này. Dung tích 1.8 lít và điện 220V 50Hz. Đấy, kích thước của nó là 35 x 292 x 260 này, dài rộng cao 900W nhá. Nấu cơm cực kỳ là nhanh luôn, cực kỳ là nhanh và ngon luôn. Dung tích 1.8 lít, từ 3-5 người ăn thoải mái các nhá. Từ 3-5 người ăn thoải mái. Giá thì các bác lên trên là nồi cơm sáp, giá sẽ là 500.000 và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái ví hồng này các bác này. Đấy, cầm anh cả cái ví xanh này. Mã ví hồng này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Đấy, 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ ví với 3 cái bấm móng tay này, rồi các cái phần để nặn mụn này, rồi lấy da chết, rồi nhíp rổ lông các thứ, rồi nói chung là vệ sinh rất là tiện ích cho các bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k thôi. Nguyên bấm là có 3 cái bấm móng rất đẹp này, một cái để các bác bấm vào những khóe tay khóe chân này. Đấy, rồi kìm kéo các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là ví hồng nhá. Đấy, ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái ví hồng như này, giá của nó sẽ là 60.000 nha. 60.000 cho một em ví hồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng nha. Đấy. Ví hồng này. Giá sẽ là 60k cho cái ví hồng như này, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh nhá. Đấy, ví xanh như này. Một con ví xanh này thì con này là 100.000. Con này thì hàng nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều các bác, cao cấp hơn rất là nhiều. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng này, có một cái bấm dành cho trẻ em này, 3 cái bấm to và một cái bấm khóe này. Đấy, một cái bộ nạo gót chân này, rồi nặn mụn, rồi kéo cắt tỉa lông mũi đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho bác như này, mài móng tay móng chân. Đấy, màu này thì nó sẽ là màu xanh rất là đẹp luôn. Đầy đủ các combo chi tiết như này. Và giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho một em ví xanh như này. 100.000 cho một em ví xanh như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái thùng đựng gạo này. Đấy. Con này thì hàng của thương hiệu Hokori, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, liên doanh Việt Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Con này thì đựng của nó sẽ là đựng được một yến gạo nhá. Đấy, đựng được 10 cân gạo. Thì nói chung là nó cũng rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng, thì bây giờ gạo các bác cũng không ăn nhiều thì mỗi lần mình đong hoặc là mình sát thì nó cũng vừa đủ thôi, khoảng một yến thôi. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái âu như này, kèm cho các bác cái âu này là có thể vo gạo được luôn nhá, có thể vo gạo được luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái phần rót này. Thì các bác rót nước nó chắt ở đây và nó sẽ đọng gạo lại này. Mình cho gạo vào đây mình bóp này, bóp xong đó thì mình đổ gạo vào xoong là xong. Đấy, và có cái phần chắt như này thì nước nó không lọt lại này, gạo nó không ra mất. Và con này khi các bác cho gạo vào đây nhá thì mình bóp như này nó mới nhả gạo xuống này.
bóp này là nó sẽ nhả gạo xuống dưới này. Thì bao giờ các bác ăn gạo thì bao giờ mình cũng phải ăn cái gạo cũ trước nhá. Ăn gạo cũ trước thì cái gạo mới mình đổ lên chốc và gạo cũ nó ở dưới đít thì bao giờ nó cũng lấy từ dưới đít lấy ra thì bao giờ còn mình cũng lấy hết được cái gạo cũ trước nhá. Và bộ sản phẩm mình sẽ bao gồm cho các bác là một thùng đựng gạo 10 cân kèm thêm cho các bác là một cái âu như này. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thùng gạo nhé. Thùng gạo giá sẽ là 180k trong cái thùng gạo như này, 180.000, siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu bơm, đó là cái mẫu bơm 1 ti và bơm 2 ti. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng bơm 1 xi lanh, giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho con bơm 1 xi lanh như này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Đấy, đây, các cái đầu bơm của nó đây các bác này, bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Con này thì giá sẽ là 100k nhá. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000, có đồng hồ đo báo luôn. Và dây của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là dây dù nhá. Đấy, dây cao su bọc dù. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bơm 2 ti. Con 2 ti này thì dung tích của nó sẽ là 2 xi lanh và bơm được khoảng 10 cân nhá, khoảng 10 cân. Con này thì các bác có thể bơm ô tô thoải mái. Hàng thì của thương hiệu Santalay Made in Japan. Đó, rất tiện ích luôn. Đây, các bác chỉ cần đẩy này là bơm nó ra này. 2 xi lanh dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có đầu bơm phao, bơm bóng rồi kết nối nhá. Cao su của nó thì siêu mềm luôn và rất là dai nhá, siêu mềm dai luôn. Gấp ra gấp vào thoải mái, xoắn xít thoải mái luôn. Hai xi lanh đều đạp chân, hai con đều đạp chân hết nhá. Đấy, con một xi lanh này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000. Còn con hai xi lanh này thì của giá của nó sẽ là 250.000 nhá, 250.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti này. Hỏi lại cho anh em bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bơm 2 ti 230k và bao ship đến tận nhà nhá. 230.000. Bao ship tận nhà. 60 cân chiều về chở được nhá. Hai xi lanh bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi như này của nó thì ném cho anh hai cái bình nhá. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi như này. Đấy, con này rất là thơm luôn. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy. Thì một túi là 10 viên. Thì các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu một túi này là 10 viên và giá sẽ là 15k nhá, 15k. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy. Sạch, thứ hai là thơm này. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Sạch, thơm, diệt khuẩn, giá chỉ có 15.000 cho một túi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xanh đây. Bình xanh, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội. Và hàng bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm thì các bác dùng để đựng nước uống là cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, bằng nhôm thì các bác biết rồi, dùng đựng nước uống cực kỳ an toàn. Nắp có lẫy xoáy và có gen bảo vệ như này, rất là tiện ích này. Đấy. Con này thì giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh. Đây nó bằng nhôm này, có những con khi vận chuyển thì nó bị trượt như này thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, cái này thì hàng nó vận chuyển thì nó sẽ gọi là hàng thanh lý thì nó hàng bãi thì nó không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác rồi. Đấy thì con nó sẽ có hai dòng, 1 lít và 2 lít nhá, 2 lít nhá. Có quai đeo như này các bác này, mang đi học, đi làm, đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi công tác hoặc là các bác đi ra ngoài đồng ngoài áng thì dùng con này rất là tiện. Vứt bờ vứt bụi đều được. Đấy, nó sạch sẽ và nó có quai đeo luôn. Đấy, lên cho em là bình xanh nhá, bình xanh. Con 1 lít thì sẽ là 70k. 1 lít là 70k và con 2 lít thì sẽ là 90k nhá. Giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. 7 lít, 1 lít là 70.000 và 2 lít là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho anh em các bác là 30 lưỡi. Thấp nhất là sẽ có 30 lưỡi, còn có những lô về thì nó sẽ cho các bác là 36 lưỡi thì em cứ nói nước đôi như vậy để tránh khi các bác nhận được hàng mà 30 thì các bác lại bảo là quảng cáo không đúng. Còn khi các bác nhận được hàng thì nó có thể là lô 30 và lô 36 nhá. Đấy. Thì đây sẽ kèm cho các bác là 30 lưỡi này, kèm thêm cho các bác là một bàn cạo và một cái lọ kem. Đấy. 30 cái lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Lưỡi của nó là dòng lưỡi kép nhá. Lưỡi kép, hai lưỡi siêu bén cho các bác luôn. Đấy, mua một bộ này dùng cả năm kia. Mua một bộ này dùng cả năm. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. 30 lưỡi và một cái lọ kem kèm thêm một lọ bàn cạo. Một cái bàn cạo nữa. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k nhá, 60.000, giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Tiếp theo thì shop về cho bác. Nay thì shop tiếp tục về cho bác cái mẫu giấy ăn các bác nhá. Đó thì
Cái này thì bên shop sẽ bán theo bịch nhá. Đấy. Bán lẻ thì nó sẽ là 20.000 một bịch như này. Đấy, 20.000 cho 10.000 cho một bịch như này các bác nhá. Đấy. 10k trên một gói nhá, 10k trên một gói. Mua lẻ thì là 10.000 trên một gói và bên em là bán từ 3 gói trở lên nhưng không bán lẻ nhá. Bán thấp nhất là 3 gói trở lên. Đấy, bán thấp nhất là 3 gói trở lên, 10.000 một gói. Còn các bác mua là 10 gói thì sẽ là 80k nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng là 20 gói. 20 gói thì giá của nó sẽ là 140k nhá. Đấy, tức là mua một thùng 20 gói thì tính ra chỉ vào có 7.000 một gói thôi. Còn mua lẻ là 10.000. Đấy, 10.000 là bán từ 3 gói trở lên. Còn mua 10 gói thì sẽ là 80.000. Đấy. Mua lẻ thì tính ra là vào 7.000, còn mua 10 gói thì là vào 8.000, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 nhá. Đấy, đây. Giấy của nó thì siêu dài lên các bạn này. Đấy, giấy rất là dài luôn các bác thấy không? Giật bình bịch như này mà không việc gì là các bác biết rồi. Dùng nó rất là thích nhá. Đấy, siêu dài, dùng rất là thích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy các bác thấy không? Nó gói này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. 10k trên một gói này, 10 gói là 80.000 và 20 gói là 140 nhá. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là giấy ăn nhá. Đưa cho anh cái chảo này. Đấy, hàng siêu dai cho bác luôn, giật bành bạch không việc gì luôn các bác này. Đấy, rất là dai nhá. Đó. Tiếp theo thì cái này bao nhiêu? Các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Con này đường kính là 28 cm và hàng chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Hàng chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong này. Đó. Chảo tổ ong. Giá sẽ là 140k cho cái mã chảo tổ ong như này. 140.000 một chiếc nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu được hết nhá. Chiên rán xào nấu đun bếp từ thoải mái luôn. Đun bếp từ thoải mái luôn. Hàng bằng inox và tráng chống dính rất là tốt nhá. Than tổ ong tráng chống dính rất là tốt luôn. 140.000 cho một con chảo như này. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000. Rồi ok. Hả? Chiều nay. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Thì mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này. 40k cho một con kìm như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này. Đấy, và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá, đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đó đây. Đây, Technology Japan các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 các bạn, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bạn này. Đấy, Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy, so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này thì các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai siết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26
26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bạn nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức các bạn này, hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá. Hàng đến từ đất nước Đức luôn. Đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các bác các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá. Giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây em sẽ bóc ra cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác nhá. Nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây, 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái. Nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây này, con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhé. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy, đai, đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá, đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp gem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp gem cơ. Đấy, bằng thép, và hai là kẹp gem điện tử. Con kẹp gem điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin này cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp gem điện tử như này nhá. Đấy, 100.000. Và chiều dài của nó thì sẽ là 15 cm, 150 mm này, 15 cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu ở đây, đo chiều sâu ở đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp gem điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp gem điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử này. Kẹp gem này. Điện tử nhá. Đấy, nó có đầy số luôn nên em gọi là kẹp gem điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ đây. Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này. Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy. Con này thì nó cũng là 15 cm nhá. Đây, 15 cm này các bác này. Đó, 15 cm. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây, các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gì nhá. Thép trắng không gì. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem cơ. Đấy, lên cho em là kẹp gem cơ này. Kẹp gem cơ bao nhiêu đấy? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp gem cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này. Thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp gem, à cái đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm, nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đấy, nó màu vàng như này. Và nó bằng thép nhá, nó bằng gọi là bằng sợi sợi thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh rỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh rỉ đi, chổi đánh rỉ.
giá sẽ là chổi đánh gỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy, chổi đánh gỉ này, đấy. Chổi đánh gỉ, chuyên đánh gỉ xét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh gỉ, giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh gỉ như này nhá. 100.000 cho cái chổi đánh gỉ như này. 15.000. À 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh gỉ 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quai cầm các bác này, ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây. Đấy, đánh này. Thì cọ các bác này. Đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ son, cọ nồi này, rồi đánh gì sét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cặn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng rồi là xi măng, xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi. Lên xem là chổi cọ gì nhá. Đấy. Chổi đánh gì giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn, có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mà mình xịt hơi thôi. Bao nhiêu? Đấy, thì rất là tiện, kết nối với các cái đầu nguồn như này để các bác xịt hơi nhá. Lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan sắt, khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi, còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen, lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhá. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn, hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá, giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn, kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy, găng tay này, đấy, găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô. Đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhá. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này. Đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình 3 các bác này, bình 3. Đó, bình 3. Đây, một cái bộ bình 3 như này. Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là 3 cái cốc nữa, cho nên là bên em gọi nó là bình 3 nhá. Đấy, kèm cho các bác là 3 cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng inox nhá, bằng inox sơn màu trắng tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500ml các bác nhá, 500ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất là tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá thì chỉ có 80k cho một cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3, nó có 3 cái ly nên em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá. 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 cái ly như này. Ném cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá Vĩnh Cửu nhá. Đá Vĩnh Cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức. Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, hàng Winling hay người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá, bỏ ngăn đông tủ lạnh. Sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra, mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ ấy của nó nhá, mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó. Đây các bác gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá Vĩnh Cửu như này nhá. Lên cho em là đá Vĩnh Cửu này. Đó, đá Vĩnh Cửu. Giá sẽ là 70.000 cho một hộp như này thôi. 70.000 hộp đá Vĩnh Cửu như này. Rồi ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũi hộp khoan tháp đỏ nhá. Hộp khoan tháp đỏ này. Đấy. Lên cho em là mũi khoan tháp đỏ. Hộp này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một hộp khoan tháp đỏ như này. Hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Vừa mũi khoan vừa là lấy gen luôn các bác này. Đấy. Vừa khoan vừa tazogen luôn. Combo cho các bác một hộp như này bao gồm cho các bác là 6 mũi nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen. Khoan tháp nhỏ nhất thì nó sẽ là 412 này. Đấy, rồi 432 và 420. Đó. Thì chất liệu của nó là thép gió phủ titan, hàng cực kỳ siêu bền sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là khoan tháp đỏ nhá. Đấy, khoan tháp đỏ. Nó hộp nó đỏ như này lên là bên em đặt là khoan tháp đỏ nhá. Khoan tháp đỏ, giá sẽ là 110.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu đó là cũng là mũi khoan tháp, thì cái này nó là 5 mũi kèm một cây lấy dấu luôn. Đấy, thì cái này nó sẽ là nguyên khoan tháp thôi và có kèm một cây lấy dấu các bác nhá. Đấy, thì đây, nó sẽ là 5 mũi khoan. Đấy, cái này thì nó thiên về 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu này. Đấy. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu nhá. Đấy, thì đây các bác này. Đây, cái lấy dấu này rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần là bấm này là có dấu này. Đấy, thì các bác làm thợ làm nghề các bác biết rồi. Đó. Dập này là có dấu luôn đây. Dấu rất là to này các bác này. Đấy, em dập cho các bác xem nhá. Đấy, đây, dấu rất là rõ các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Thì cái này các bác dùng để mình lấy dấu, đánh dấu trước khi mình khoan hoặc là mình đục. Đấy, rất là ok. Thì nó cũng có cho các bác là mũi đầu tiên nó sẽ là 4 đến 12 này. Đấy, rồi to nhất sẽ là 432. Chất liệu của nó thì vẫn là thép gió phủ titan nhá, cực kỳ sắc bén cho bác luôn, hàng của Nhật này, Unica này. Đấy, Unica Japan nhá. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Hộp 5 mũi này. 5 mũi kèm lấy dấu nhá. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Kèm lấy dấu nhá, giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu như này các bác này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì nó sẽ được vào khoảng là tầm 30 chiếc các bác, 30 chiếc. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng cái giấy như này, bằng cái khăn ướt như này và có tẩm sẵn cho các bác là các cái chất tẩy rửa luôn để các bác mình vệ sinh giày dép nó rất là tiện và sạch sẽ nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch giấy lau giày như này. Lên cho em là giấy lau giày này bao nhiêu đấy? Giấy lau giày nhá. Lên cho em là giấy lau giày. Giấy lau giày. Giấy lau giày giá của nó sẽ là 20.000 trên một bịch nhá, và các bác nào mua từ 3 bịch trở lên thì sẽ là 50.000. 3 bịch là bằng 50.000, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. 3 bịch 50.000. Thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến. Đấy các bạn thấy chưa? Dành cho những người lười. Giày bị bẩn bong chốc các bác lau sạch luôn. Nó có cái lớp bọt như này này. Là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này, kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn các bạn ạ. Rất là tiện các bác nhá. Mọi người có thấy nó giống một cái gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là chắc đi chơi mà đánh giày thế này thì bao giờ này. Xong đấy. Khăn lau giày đa năng là cứu cánh cho những lúc giày bẩn mà chúng ta muốn sử dụng luôn như đi đấy, ăn rất rồi. Tiện luôn. Đi chơi vân vân, làm sạch nhanh chóng mà không cần rửa nước hay vật dụng nào hỗ trợ. Chất liệu từ thiên nhiên an toàn cho da. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồ da nhá. Đồ da, hàng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu như này. Chất liệu của nó thì da bò tự nhiên, hàng da bò nguyên miếng cao cấp. Đây là cái mặt của nó này, mặt của nó thì rất là xịn luôn. Mặt của nó sẽ là mặt đúc liền nguyên khối này các bạn này. Đây, mặt đúc liền nguyên khối này dùng cực kỳ là đã luôn các bạn.
Dòng này thì dùng miễn chê luôn, bền vĩnh cửu luôn. Các bác chỉ cần dùng nó cũ quá thì mình vứt đi thôi, chứ không bao giờ hỏng được. Mặt của nó là mặt mạ vàng này, tráng gương mạ vàng đẹp này. Tráng gương mạ vàng 18 carat cực kỳ đẹp luôn. Đúc liền như này mà dòng con lăn rất là dễ sử dụng nhá, không lo hỏng nhá. Đó, và cỡ nào cũng vừa, thích thả bao nhiêu thì thả nhá. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA. Đó. Giá thì bên shop đang cập nhật gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này. Cái này 190 đúng không? 190.000 thắt lưng da bò Mỹ nhá. Hàng tuyệt phẩm cho các bác luôn. Thắt lưng da bò Mỹ 190.000. Các bác muốn lấy màu đen thì lấy màu nâu thì lấy. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Da bò nguyên miếng tự nhiên. Đây thì để xác minh là sao là nguyên miếng tự nhiên thì đây các bác này. Đấy. Hai cái nó đã không bằng nhau rồi các bác này. Đấy, hai cái không bằng nhau. Tức là khi mà người ta cắt ấy là nó theo từng thớ một, nhưng mà chiều dài của nó thì dài nhất vẫn là khoảng là ngắn nhất là khoảng 1m1 và dài nhất thì khoảng 1m2, 1m3. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò này. Đấy. Đây. Ví da bò cũng là hàng của Mỹ luôn, made in USA nhá, hàng nguyên miếng như này. Đấy, cũng là 100% da bò tự nhiên. Các bác có thể đốt thoải mái nhá, đốt thoải mái cho em luôn, không có hề ấn gì luôn. Đó, cứ đốt trực tiếp vào cái chỗ phần giữa, anh em đừng đốt vào chỉ, nó cháy chỉ thôi nhá. Đó. Vì ví thì cực kỳ là mỏng nhẹ thì các bác dùng nó không bị cạnh. Đây. Da bò này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó phải như này. Các bác thấy chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Lên mới giúp cho em là ví da bò nhá. Ví da bò này. Ví da bò 120k một cái. Đấy, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ghế hơi các bác này, ghế hơi. Thì đây nó sẽ là một con ghế như này. Chất liệu của nó là bằng da lộn này. Các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nhung lộn rất là đẹp luôn. Con này dùng thì cực kỳ là thích. Đấy, và các bác bơm lên thì con to thì nó sẽ là cao 86 này. Sâu là 1m22 này và rộng là 98 cm, gần 1m. Còn con nhỏ này thì nó sẽ là 55 và 26. Đây, hai con như này luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này thôi. Cái này khi bơm lên nó sẽ to như này luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình thư giãn này, nằm nghe nhạc này, rồi có thể để mình để ngoài ban công này, nói chung là rất là tiện. Đó. Dùng rất là đã nhá. Hai người ngồi lên cũng ok luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này. Cái này thì nó bồng bềnh nhá, bác nào bị đau lưng mỏi gối cái thứ là dùng rất là thích. Đó. 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Lên cho em là dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 cm, 25 cm và 30 cm. Đấy, có 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy thì nó đều là 250g một bịch hết nhá. 250g một bịch thì cái dài thì nó sẽ ngắn ít đi. Đấy, còn là gam thì bằng nhau. Giá đều là 25.000 hết. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn. Có thể dùng để mình làm dây thít vào bao này. Hoặc là cây cảnh này, hoặc là đa di năng ở đâu cũng được, rất là tiện này. Đấy, ví dụ như mình có cái bao thóc, bao lúa mình chỉ cần thắt vào này cho em xong, rất là tiện luôn. Hoặc là các bác dùng để mình thắt cây cảnh, cây cối các thứ nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là dây thít nhá. Dây thít giá thì chỉ có cho bác là 25k trên một bịch như này. Đồng giá nó sẽ có là các bác là 20 cm này, 25 này và 30 cm. Các bác muốn lấy loại nào lấy các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ như này và bên em bán là 50.000 ba típ. Đó, 50.000 cho ba típ keo đa năng xanh như này. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, rất tiện ích để các bác có thể dán đa di năng được luôn, keo đa năng xanh 15k trên một típ này thôi. Đấy các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, nó dán rất là đa di năng luôn nhá. Đó. Các bác thấy chưa? Đó. Các bác có thể dán cánh kệ tủ, rồi nói chung là móc treo quần áo, rồi tủ, rồi ổ điện như các thứ đều ok hết. Đấy. Dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đó. Rất tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k một típ thôi. Rất tiện luôn các bạn. Keo dán đa năng nhá. Đó. Hả? 20.000 các bác nhá. Đấy. 20.000 đợt này về cho bác giá 15.000 một típ luôn, 50.000 ba típ. Giá thanh lý luôn các bác nhá. Đó. Trước em đang bán 20.000 đợt này về cho bác giá tốt luôn, 15.000 một típ, 50.000 ba típ luôn các bác nhá. Đấy, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá.
Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật nhá, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m. Thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó, dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m nhá, 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, cho nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy. Chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá. Một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó.
Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kìm xanh nhá, kìm xanh. Thì đây nó sẽ là một cái dòng kìm để các bác chuyên dùng để mình cắt linh kiện này, đấy, hoặc là cắt dây điện các thứ thì rất là ok luôn. Đấy, chuyên dùng cắt linh kiện, cắt dây điện. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 30.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20.000 cho một con kìm như này thôi. Đó, 20k mà nhá, 20k. Đấy, các bác dùng để cắt linh kiện rất là ok luôn con này. Đấy, cắt linh kiện cho em. Rất là ok luôn nhá. Cắt linh kiện này, hoặc các bác có thể dùng để mình cắt móng tay cũng được, cắt móng tay rất là ok luôn nhá. Đấy, cắt móng tay cũng rất là ok luôn. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ có lò xo đẩy như này và chuyên dùng để cắt linh kiện cho em. Đấy, chuyên dùng để cắt linh kiện nhá. Lên cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20k cho một cái kìm xanh như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm xanh nhá. Đấy. Kìm xanh này. Kìm xanh, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một cái kìm xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá, đũa sứ. Một hộp này của nó là 5 đôi và giá sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho một hộp đũa sứ như này. Tính ra vào có 10.000 một đôi đấy các bạn. Đây, đũa rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, đũa rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đũa bằng sứ rất là đẹp luôn. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi, dùng nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn nhá. Đấy, dùng rất an toàn và tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một vỉ như này. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi đũa luôn. Tha hồ. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Một vỉ này là 5 đôi. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì các bác dùng thì nó rất là an toàn, sạch sẽ và tiện ích. Đấy, an toàn, sạch sẽ và tiện ích cho các bác này. Đấy. Lên theo là đũa sứ một vỉ là 5 đôi. Giá sẽ là 50k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ nồi của Sony các bác này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ nồi của thương hiệu Sony như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ nồi như này các bác này. Rất tiện ích luôn, bộ nồi của Sony nhá. Đây. Hàng của thương hiệu Sony. Hàng này thì nó là hàng của Sony, nó sản xuất để nó tặng cho khách mua hàng nhá, tặng cho khách mua hàng. Đấy, đây. Hàng thương hiệu Sony này, đây. Các bác lên trên là bộ nồi Sony, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000 nhá. Đấy, hàng này thì nó là hàng Sony này. Đấy, hàng này của hãng nó dùng để làm quà tặng cho khách này, đây, quà tặng này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là nồi 16 sen, 18 sen và 24 sen. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để đun bếp từ thoải mái nhá, đun bếp từ thoải mái cho em. Đấy. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn các bạn. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn. Bộ này 3 cái nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16, 18 và 24. 16, 18 và 24 các bác. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 3 cái nồi luôn. 16, 18, 24. Các bác có thể dùng để mình đun bếp từ giếc thoải mái luôn. Đấy. 16, 18, 24 nhá. Đấy. Khá là dày dẫn chắc chắn. Vùng của nó thì đều bằng inox hết luôn. Đấy các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một bộ này bao gồm cho các bác là 3 chiếc mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nhá. Đấy, một bộ bao gồm là 3 chiếc này và giá thì chỉ có cho các bác là 195.000 thôi, 195.000. Đây là con to này. Con to này thì sẽ là 24 sen nhá. Đấy, con to này là 24 sen này. Con nhỏ này là 18 sen. 18 sen nhá. Rất là dày dẫn luôn. Và con nhỏ nữa này là 16 sen nhá, 16 sen. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Lên cho em là bộ nồi Sony, giá chỉ có cho các bác là 195.000 cho một cái bộ nồi Sony này thôi, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá, dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng một dòng là 30 sen và một dòng là 20 sen nhá, 20 sen. Đây. Đấy. Con này là 30 sen này, dài 30 sen là 152 chiếc. Và con này là dài là 25 sen, 25 sen các bạn. Đấy, đây. 25 sen. Và số chiếc của nó sẽ là 182 chiếc nhá. Thì lên cho em là dây thít nhá. Cái dây thít này bao nhiêu nhỉ? 25.000. Giá sẽ là 25.000 một dây nhá. 25.000 cho một bịch như này. Thì các bác lấy loại 25 thì lấy, mà lấy loại 30 thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Dây thít đồng giá như nhau là 25k trên một bịch nhá. 25.000 trên một bịch như này thôi. Con này thì dùng tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Các bác làm cây, làm cối này, làm thợ, làm nghề này. Nói chung là đa di năng, các bác làm gì cũng được. Đây, rất là đơn giản, mình chỉ cần lấy cái dây này. Đấy, đưa vào mình thắt vào này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thắt vào rất là tiện luôn. Các bác làm bao, làm bì hoặc là
nhà các bác đi cấy đi gặt này, dùng cái này nó rất là tiện các bác nhá, đi cấy gọi là đi gặt đấy. Đi gặt mình có buộc bao thóc này, một hộp này của nó là 180 cái này. 180 cái cho một bịch như này thì các bác dùng để mình buộc bao thóc bao lúa nó cũng rất là tiện. Đưa vào thắt cái là xong đây. Đấy anh em thắt phát này là xong này. Các bác thắt bao thóc bao lúa nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Ví dụ mình chỉ cầm này thôi, túm vào cái đầu bao này, mình thắt vào cái là xong này. Đấy, rất là tiện luôn. Xít vào cái là xong. Hoặc các bác làm thợ làm nghề làm cây làm cối đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là dây thít 25k cho một bịch như này. 25k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là dây dài 25cm và dây dài 30cm. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy, giá tiền bằng nhau các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ ấm mặt trời các bác này. Bộ ấm mặt trời thì đây nó sẽ là một con ấm như này, rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha trà uống chè, rất là tiện. Đấy, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Chỉ có 140.000 cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái gắp như này. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này nhá, một cái khay đựng nước này và một cái khay chen như này, rất tiện luôn. Tiếp theo sẽ có cho các bác là đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một cái khăn để lau này, một khăn để lau này. Và tiếp theo là một chuyên này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chuyên như này các bác này. Chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay này thôi. Đấy, nắp của nó rất là ôm luôn. Cho nên các bác dùng nó rất là thích này, nắp ôm lắm, các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, nắp này rất là ôm nhá, rất là ôm luôn. Đấy, một chuyên này. Và có cho các bác là một cái hũ đựng chè, nắp bằng vải này rất là tiện ích luôn, một hũ đựng chè này. Và tiếp theo sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn nhá, 6 cái chén như này. Hàng thì sản phẩm là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Các bác có thể dùng để pha trà, uống trà rất là tiện ích luôn. Đấy. Combo cho các bác. Đấy, đựng trong một cái túi như này các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, cũng rất là tiện ích. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác như này. Đấy, bao gồm cho các bác như này. Bao gồm là một chuyên, một hũ đựng chè. Cái hũ này thì các bác sẽ đựng được đâu đó vào khoảng là 5 lần pha chè nhé, 5 lần pha chè. Đó là ok. Thì các bác cứ chiết ra đây để mình đựng này. Đấy, rất là tiện ích đẹp này. Đấy, đây, combo cho các bác như này. Bao gồm cho các bác là một chuyên này, một khay chè, một cái gắp này và một khay đựng nước này, rồi một hũ này, 6 chén như này. Đấy, lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này. Đó. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k nhá, 140k thì cái bộ ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức này, 130.000 một em. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, 130k một em. Hàng thì gọi là chấm hết luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 35cm nhá. Dòng này của nó là siêu dài luôn và hàng của Đức đây, made in Germany vào đây. Đó. Siêu bén cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để bổ dưa hấu này, bổ hoa quả này, gọt hoa quả rất là ok nhá. Đó. Test thử dọc cái giấy này xem này các bác này. Đấy, cũng rất là bén luôn. Giấy bóng dọc cũng đứt luôn nhá. Đấy. Dọc đứt cả giấy bóng luôn nha, các bác biết rồi, rất là bén luôn. Còn đối với giấy bình thường thì không nói gì được các bác. Đấy, rất là bén luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức 130.000 cho một con dao Thái Đức như này. 130k một em dao Thái Đức. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao Thái Lỗ 120.000. Đây. 120.000 cho con dao Thái Lỗ như này. Con này dùng rất là tiện ích này, có quai đeo này, cán liền thân này, đẹp chưa các bác ơi. Đó, chấm hết luôn. Đấy, lên cho em là dao Thái Lỗ nhá. Đây qua này, rất là tiện luôn. Đó. Thái Lỗ nhá, rất là tiện nhá. Siêu bén luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30cm, bản của dao thì khoảng 5cm, hàng made in Japan, nội địa của Nhật này. Đấy, con này các bác dùng để thái rau này, rồi thái thịt này rất là ok luôn, dao thì siêu bén luôn, đánh nhám chống dính nhá, đánh nhám chống dính, dao siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000, lên cho em là dao Thái Lỗ. Đấy, nó có cái lỗ ở bên trong nên em gọi là dao Thái Lỗ. Đây, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy. Ở đây thì hàng đa chức năng cho các bác luôn. Đây, pin rất là sáng các bác này. Các bác giữ lì này nó sẽ chuyển đèn các bác này. Đấy. Giữ lì này cho em là sẽ chuyển đèn luôn. Đó. Pha của nó rất là giỏi luôn đây các bác này. Đây. Đấy, các bác nhìn cái pha của nó chưa? Rất là giỏi luôn các bác nhá. Pha của nó rất là giỏi luôn. Đó. Và con này của nó thì điểm sáng của nó rất là lớn. Điểm sáng của nó rất là lớn luôn các bác này. Đấy. Thì mình có thể dùng để mình đi ngoài đường các thứ hoặc là dùng soi chim, soi cò rất là ok. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là sáng trắng như này và nhấp nháy cảnh báo các bác nhé. Các bác cứ giữ lì là có nút hết luôn. Đây, hàng made in Japan này. Đấy, dọi xa từ 600 đến 1.000m này. Có chức năng phá kính này, rồi cắt dây này. Đấy, rồi có cả la bàn, còi hú này. Đấy, có la bàn, có còi hú và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhé.
Đấy, một con đèn pin của cảnh sát Nhật, hàng cực kỳ đa năng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180k nhá. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này, đèn pin này, cảnh sát Nhật nhá, giá sẽ là 180k nhá. 180.000. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật có còi nhá. Có còi hú nhá, có còi hú. Giá sẽ là 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone. Tai nghe iPhone không dây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái tai nghe rất là tiện ích luôn. Một cái tai nghe như này các bác này, để các bác có thể dùng rất là tiện ích nhá. Đây, iPhone này, đấy, California nhá. Hàng này thì hàng sản xuất ở Nhật các bác nhá, hàng sản xuất ở Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Hàng sản xuất ở Nhật cho các bác này. Đấy, California. Đấy, đây, made in Japan các bác này. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cái tai nghe iPhone này bao nhiêu đấy? Tai nghe iPhone 150.000 nhá, tai nghe iPhone không dây. Đấy, nó sẽ có hai tai như này. Con này thì dùng rất là đã luôn, các bác có thể dùng cho điện thoại iPhone hoặc Samsung đều ok hết nhá. Đây là cái đốc sạc của nó nhá. Các bác bỏ vào đây là sạc cho em. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, một cáp sạc và bốn cái lót tai như này nhá. Bốn cái lót tai này các bác này. Đó. Thì combo cho các bác đầy đủ như này. Đấy, mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. 150.000. Đây, California và hàng sản xuất ở Nhật nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone này. Tai nghe iPhone, tai nghe không dây nhá. Tai nghe không dây, giá sẽ là 150k. 150.000 cho cái tai nghe không dây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Các bác lên cho em là khăn ướt và dùng để lau bếp. Đấy, thì các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Cái này bao nhiêu đấy? Ừ. Khăn ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn ướt lau dầu mỡ như này, 25.000 một bịch và một bịch này của nó là 80 chiếc. Ở đây thì nó đã có tẩm sẵn cho các bác các cái xà bông xà phòng như này rồi. Các bác có thể dùng để mình lau trực tiếp lên cái bàn bếp nhà mình này, hoặc là lau lên các cái vị trí nào mà dính dầu dính mỡ. Sau đó thì mình để tự nó sẽ khô đi và nó sẽ sạch cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ ra cái xà bông như này các bác này. Đấy, xà bông như này thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy. Thì cái này nó sẽ có cái chất tẩy rửa để giúp tẩy cho các bác sạch các cái vết dầu mỡ nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn ướt lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái bịch khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25k một bịch nhá. Khăn ướt lau dầu mỡ 25.000 một bịch này của nó tới 80 cái luôn. Đấy. Một bịch này của nó là 80 cái như này. Các bác tha hồ mà lau, tức là lau được 80 lần với hết nhá. Các vết dầu vết mỡ bám ở trên bếp ga này, trên bàn rồi trên xoong trên nồi lau được hết nhá. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ có xà phòng này các bác này. Dùng rất là thích. Giá thì chỉ có 25.000 cho một bịch này thôi. Rồi ok.